chương 1 nghe chọn bộ tại mê audio com Trương Trọng Nhân đang nhìn cô gái ngồi cách đó không xa, vẻ mặt tò mò. Chỉ cách một ngày mà gặp cô trong hai nơi hoàn toàn khác nhau, hoàn cảnh khác nhau mà cách ăn mặt của cô cũng vậy. Mấy hôm trước vừa vào miền Nam công tác, tối hôm qua vừa hoàn thành xong một số việc nên muốn uống một ly cà phê không ngờ lại vào quán cà phê nhìn thấy một cô gái đang hát một bài hát cùng đàn guitar, có thể nói giọng của cô ta rất hay, làm cho người ta cảm giác thoải mái. Cùng với cách ăn mặt rất rụi ràng cùng với mái tóc dài thang ngang thắt lưng nụ cười yêu đời làm bao người đấm chìm trong sự trình diễn của cô ấy nhưng không ngờ chỉ trong một đêm lại gặp được cô ấy thêm một lần nữa đúng là trái đất tròn mà hôm nay cô mặc một chiếc váy đen ôm sát người rất quyến rủ máy tóc thẳng hôm qua giờ đã thành máy tóc gợn sóng tuy môi cô không nở một nụ cười ngọt ngào như hôm qua nhưng không vì vậy làm mất đi sự hấp dẫn hôm nay hẹn gặp người bạn trong quán ba đinh về nghỉ sớm bỗng nhiên thấy cô làm anh có cảm giác tò mò nếu không phải vừa rồi thấy rõ mặt cô anh căn bản không nhận ra cô là cô gái rụi ràng hôm qua mình gặp đang miên man suy nghĩ có nên qua làm quen cô không thì có một người con gái hướng cô đi tới ngồi cạnh cô sao hồi sáng nói với người ta hôm nay có chuyện mà sao giờ gọi tớ ra đây tưởng tớ là ai mà muốn kêu đến thì đến muốn đi thì đi hả vừa ngồi xuống ái vân đã làm một trận liên hồi làm cô chưa kịp nói gì cả tớ buồn muốn tìm người nói chuyện không tìm cậu thì tìm ai cô đáp nhật phi sao cậu uống rượu không phải cậu nói ngày mai đi công tác với anh huy cường sao chưa kịp nhật phi trả lời cô lại nói tiếp cậu bị dị ứng với những loại bia rượu mà ngày mai cậu nổi đầy mẩn đỏ cho coi nhật phi bình thản trả lời như quen với tính cách của bạn mình một người nói nhiều vô cùng tụi mình chia tay rồi mình cũng đuổi việc anh ấy rồi ái vân bất ngờ sau hai người chia tay mà hình như cậu là nhân viên anh ấy mà có đuổi việc thì là anh ấy đuổi mới đúng chứ cô ngốc này mình đuổi việc anh ấy có nghĩa là mình xin từ trước đó à ra là vậy vậy còn chuyện chia tay là sao lần nữa chưa kịp nghe đối phương trả lời rồi lại tự đoán giả đoán non anh ấy có bạn gái khác hay cậu chán anh ấy rồi mà không nếu cậu chán anh ấy rồi thì chia tay cậu phải vui hơn chứ sao ngồi đây uống rượu được không lẽ cậu mới về quê có mấy ngày mà anh ấy thật sự có người con gái khác sao ái vân nói một hơi rồi mới quay qua nhìn nhật vi tìm đáp án nhưng nhận được là vẻ mặt đỏ lên nhu muốn nổi điên của nhật vi trương trọng nhân thấy vẻ mặt của cô tức giận thật đáng yêu miệng xuất hiện một đường cong khi thấy vẻ mặt đó chỉ muốn lại chạm vào cái mặt đó thôi nhưng anh gạt bỏ cái ý nghĩ đó trong đầu tiếp tục nghe lén cuộc trò chuyện của hai người đó ái vân thấy nhật vi không trả lời sốt ruột hỏi sao cậu không trả lời mình nhật vi nhật vi tức giận trả lời người như cậu ở quê mình là sớm bị tròng lòng heo rồi đó ái vân hơi lo sợ nói cậu nói gì mà ghê rét ủa mà đó giờ mình cũng xuống quê cậu mấy lần mà đâu nghe chuyện chồng lòng heo đâu, mà sao đồi làm vậy với mình chứ? Mình phạm lỗi gì đâu chứ, Nhật Phi nhăn mày, mình mới đặt ra để trừng trị những người nói nhiều như cậu đó, biết chưa cái cậu này? Người ta quan tâm mà vậy đó, Ái Vân quất ức rồi lại hỏi tiếp, vậy giờ nói mình biết lý do được chưa hả? Nhật Phi buồn bà trả lời, bạn gái anh ấy trở lại giờ mới phát hiện lúc trước là do anh trai cô ấy hiểu lầm huy cường nên không cho hai người tiếp tục yêu nhau còn ép trúc ly rời bỏ huy cường vì cho là huy cường không phải người tốt hai năm trước lúc cô chưa vào làm thư ký cho huy cường anh trai trúc ly mở một cửa hàng bán đò điện tử rất lớn vì cho là quen biết nên hầu hết là nhập tất cả sản phẩm của công ty huy cường nhưng không ngờ đối thủ cạnh tranh của công ty huy cường tìm cách tráo đổi một số sản phẩm kém chất lượng Lần đó anh trai Trúc Ly rất giận dữ nên bắt cô ấy đi du học và cắt đứt mọi liên lạc với Huy Cường. Còn Huy Cường vì cho là cô ấy phản bội khi nghe anh tìm đến cô thì thấy một người con trai khác ôm cô, thật ra đó chỉ là do anh trai của Trúc Ly dàn xếp thôi. Tuần trước, lúc cô về quê thì cung đúng lúc Huy Cường bắt được người đổi hàng cũng là người của đối thủ cạnh tranh của công ty, nên vô tình hóa giải được sự hiểu lầm anh trai trúc ly cũng nói tất cả sự thật về việc huy cường thấy người đàn ông khác ôm trúc ly cô đem những gì huy cường kể cho coi nói lại cho ái vân nghe tội nghiệp cậu quá rồi cậu chấp nhận kết thúc với huy cường như vậy hả không như vậy thì phải làm sao giờ cậu thừa biết là mình không thích giành giật với người khác mà có lẽ huy cường chưa bao giờ thật sự yêu tớ sao cậu nói vậy huy cường nói với cậu vậy à không mình nhận ra điều đó từ khi mình thấy Trúc Ly, là sao, mình không hiểu, cậu biết không, thật ra mình rất giống Trúc Ly, lúc mình đến công ty phỏng vấn, Huy Cường lập tức nhận mình. Mình còn tưởng là mình đẹp lại giỏi giang nên anh ấy liền nhận mình, Nhật Vi lắc đầu chán nản, đúng là mình tự giác vàng lên mặt mà, đừng nói vậy, cậu thật sự rất đẹp mà, cậu xem hôm nay cậu như tiêu điểm của ba này vậy này giờ có nhiều ánh mắt nhìn về hướng này lắm rồi đó nhật vi nhìn xung quanh đúng như lời ái vân nói có rất nhiều người thấy cô quay đầu lại nhìn hướng ly rượu về cô mời nhưng nhật vi chẳng thèm để ý giờ cô chẳng có tâm trạng đùa giỡn với những người này nữa cô uống sạch ly rượu trong tay tại sao mình lại là cái bóng của người khác chứ đừng buồn nữa nhìn cậu như vậy mình không trụi nổi hu hu ái vân vừa nói vừa khóc cậu khóc gì rét người thất tình là mình chứ đâu phải là cậu sao cậu lại khóc nhìn thấy bạn khóc vẻ mặt nhật vi khó hiểu tại mình thấy thương cậu thôi chứ bộ ái vân uất ức nói cậu thương mình thì kiếm giúp mình một công việc đi mình hiện giờ là người thất nghiệp rồi cô buồn bã nói ái vân tò mò hỏi vậy cậu vào công ty thời trang của nhà mình làm đi ái vân chợt nhớ ra một điều anh cường chia tay không cho cậu cái gì sao nhật vì biết rõ bản chất tham tiền của bạn mình mặc dù ái vân nhà rất giàu có chứ anh ấy nói sẽ cho mình một số tiền nhưng mình không nhận giờ mới thấy tiếc sao cậu không nhận em gái cậu sắp lên đại học rồi sẽ rất tốn tiền đó hay để mình giúp cậu một phần nhé mình cũng xem nguyệt vi như em gái mình vậy mà cậu không cần đi hát ở quán cà phê nữa ái vân tuy là người rất tham tiền nhưng nhà cô giàu có lại lấy được một ông chồng cũng không kém mấy nên đối với Nhật Vi rất phóng khoáng. Nhật Vi lắc đầu, mình lo được mà cậu yên tâm, rồi cô nói tiếp, làm sao mình mặt dày mà nhận được, tuy anh ấy coi mình là cái bóng nhưng suốt nửa năm mình quen anh ấy, anh ấy đã cho mình rất nhiều thứ. Như chiếc lắc tay này, này nè, trước lúc về quê anh ấy tặng mình đó, mình định trả lại nhưng đẹp quá không nở, mà tại sao phải trả coi như phí chia tay đi ái vân thở dài lúc nào cần mình giúp thì cứ nói với mình mà phí chia tay chỉ có nhiêu đây thôi hả có ít quá không không đâu còn có một chiếc xe nữa nhưng cậu biết tớ đâu biết chạy đâu anh ấy nói có thời gian sẽ tập cho mình chạy mà chưa có cơ hội thì game over rồi hai cậu dúng là dỡ hơi lớn chừng này rồi còn không biết đi xe máy, mình biết đi xe đạp nhe, đúng là dồ nhát gan mà, chỉ có một lần tập chạy bị té thôi mà giờ không dám nữa, sợ cậu luôn, kệ tớ. Tớ là người yêu thiên nhiên bảo vệ môi trường nên không thích đi xe máy, ái vân bĩu mỗi vì lời nói bạn mình, bởi vậy từ khi xin vào công ty của anh Cường cậu liền chuyển nhà trọ lại gần công ty để tiện cho việc đi bộ chứ gì, cậu đúng là hiểu tớ, thật ra tớ biết anh Cường còn yêu Trúc Ly rất nhiều. Tuy là lúc chưa hóa giải hiểu lầm anh ấy nghỉ Trúc Ly phản bội anh ấy nhưng anh ấy đối xử với mình rất tốt, luôn quan tâm mình. Mỗi lần cùng anh ấy đi dự tiệc anh ấy sẽ đi quần áo cho mình lúc bận thì chuyển tiền vào tài khoản của mình cho mình tự mua, ngoài tiền lương anh ấy còn chuyển cho mình thêm một khoản tiền. Mặc dù mình nói không cần, ái vân gật gật đầu, xem ra anh ấy cũng không tồi, nhưng chỉ tiếc là cậu với anh ấy chia tay rồi, bọn tớ quen nhau nữa năm nên tình cảm cũng không sâu đậm lắm. Nên tớ sẽ cố gắng không buồn, mà tớ là ai chứ, đâu phỉa lần đầu tớ yêu đâu, việc này chỉ là chuyện nhỏ, Nhật Vi uống một hớp rượu rồi nói tiếp, Trúc Ly là người con gái tốt nếu tớ là anh Cường tớ cũng sẽ làm Z, tớ biết mình chưa bao giờ có được trái tim người đàn ông đó, nhìn cô ấy rất thuần khiết, hai người họ ở cạnh nhau rất xứng đôi. Nên mình chỉ có thể chấp nhận thua cuộc, vậy giờ cậu tính sao, tính sao, thì giờ tìm việc làm mới thôi chứ sao giờ, mình không cao thể ở lại công ty để thấy hai người anh anh em em trước mặt tớ. Tớ sợ mình ganh tị sẽ làm chuyện không nên làm mất nếu cậu làm được chuyện không nên tớ cũng mừng. Chỉ biết nhường cho người khác, ái vân chống cảm rồi nói tiếp, như tớ lấy người đàn ông mình yêu rồi sinh con ở nhà hưởng phúc của chồng không tốt sao, biết cậu là người hạnh phúc nhất rồi. Thất tình mà gặp cậu nữa chứ, mau biến đi, sao cậu đuổi tớ hoài rét, chưa kịp nghe câu trả lời thì điện thoại của ái vân reo. Alo, có gì không ông xã, được rồi em sẽ về ngay cúp điện thoại cô nhìn nhật vi vẻ mặt lo lắng nói xin lỗi bảo bối của mình đột nhiên bị sốt mình không thể ở đây với cậu được đừng buồn mình nhé không sao cậu nhanh về đi tí nữa mình tự về đi đường cẩn thận nhé ưm cậu đừng uống nhiều quá đó dứt câu ái vân liền chạy ra cửa nhìn bóng dáng cô bạn khuất dần nhật vi buồn bạ uống tiếp nếu cô được như cô ấy thì tốt rồi gia đình giàu có lại được hạnh phúc như ý muốn nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc tuy không ở gần cha mẹ nhưng họ rất yêu thương cô và cô cũng vậy. Cô muốn kiếm tiền để lo cho em gái, vì ba mẹ đã cực khổ lo cho cô rồi, từ khi cô ra trường có rồi đi làm cô muốn thay ba mẹ lo cho Nguyệt Phi một phần. Mãi suy nghĩ mà cô không nhận ra có một ánh mắt cách ngang bàn cô ngồi đang nhìn mình và đã nghe hết cuộc trò chuyện của cô. Trương Trọng Nhân cảm thấy hứng thú với cô gái này, có thể thấy cô ấy rất đặc biệt, cảm giác này anh cung chẳng lý giải được, có lẽ cô ấy đẹp, quyến rũ và là người không đố kỵ trang. Quả thật huy cường không như những bạn trai trước của cô, anh không lợi dụng cô, không đòi hỏi như người đàn ông khác, có lẽ vì yêu Trúc Ly nên anh tôn trọng cô như tôn trọng Trúc Ly vậy tuy cô thường cùng anh đi công tác nhưng họ không vượt qua giới hạn, anh thật sự là người đàn ông tốt, cô còn muốn có cùng anh tiến xa hơn, nào ngờ. Sao những người đàn ông tốt không tới lượt mình vậy, mình không tốt sao tự lầm bẫm cô lại uống thêm ly nữa. Tương trọng nhân nghe vậy tự nhủ thầm, còn tôi nè, có nhiều chàng trai lại gần mời rượu cô nhưng cô chỉ cười rồi uống tiếp rượu của mình. Không để tâm đến những gã đàn ông đó sau khi tính tiền cô loạn trạng say bước ra cửa không ngờ ở phía sau có ba gã đàn ông theo sau cô. Anh định đi về nghỉ sớm để mai còn về lại nha trang nhưng thấy cô ngồi uống rượu một mình không yên tâm nên muốn nhìn thấy cô bình an về nhà mới thôi. Một phần anh cũng tò mò về cô muốn biết cô ở chỗ nào để sau này còn tìm được cô. Thấy cô ra khỏi quán ba phía sau còn có người đi theo anh không an tâm theo sát cô hơn cô chưa kịp gọi taxi thì bị ba gã đàn ông xoay quanh cô thật sự rất say mơ hồ phản kháng cô em xinh đẹp đi đâu vậy đi chơi với bon anh đi nhật vi phất phất tay biến đi nhìn em anh chảy cả nước miếng một tên đột nhiên giữ lấy tay cô làm cô hoản hồn la lên kêu cứu buông ra Cứu với có ai không, đã nửa đêm rồi còn ai đâu mà em kêu, đi với anh em sẽ vui mà, vừa nói hết câu một cú đấm vô mặt làm hắn ngã nhào xuống đất, anh kéo cô vào lòng thoát khỏi hai tên kia. Hai tên kia đỡ gã bị đánh lên nhìn về trương trọng nhân, không phải việc của mày, mau biến đi, định giành gái với bọn tao hả, rồi sao? Tụi mày định làm gì tao, câu trả lời kèm theo nụ cười khinh bỉ làm cho bọn chúng điên lên, cả ba nháy mắt rồi cùng sông lên. Cô đứng ngoan ở đây biết chưa, vừa dứt câu buôn cô ra thì cô đã ngã phịch xuống đất, anh chỉ biết thở dài một hơi, hai, vài phút sau. Cả ba tên nằm trên đất kêu la tụi mày cút đi hay để tao nhờ cảnh sát lại đỡ tụi mày, nghe cảnh sát cả ba liền co chân mà chạy không dám quay đầu lại. Anh nhìn thấy cô nằm dưới đất mà ngủ ngon lành không khỏi lắc đầu tiếc cho cô không nhìn thấy anh hùng cứu mỹ nhân rồi, anh cõng cô quay lại lấy xe vì không biết nhà cô ở đâu nên đưa cô thẳng về. Khách dậy sáng hôm sau khi cô tỉnh lại rụi rụi mắt thấy trần nhà xa lạ, hồi tưởng với ký ức tối hôm qua khi bị ba gã đàn ông quay quanh cô sợ hãi la lên một tiếng a. A a anh đang nằm trên sofa nghe tiếng la của cô hoàn hồn rớt từ sofa xuống bịch. Anh còn buồn ngủ do tối qua vừa đem cô vào phòng là cô ói hết lên người anh, lúc anh đứng ngay người chưa biết gì thì cô lại mở miệng chê anh, anh hôi quá, sao lại có người ở dơ như anh chứ tôi muốn đi đánh răng vừa nói dứt câu cô lại ngã xuông ngủ tiếp anh tức muốn xì khói lỗ tai còn cô thì ngủ ngon lành anh đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó mới ra bế cô lên giường lúc cô còn thiều thảo ái vân cảm ơn cậu sao hôm nay cậu khoe vậy trời ạ cô coi anh là bạn của cô từ khi cậu lấy chồng tụi mình không ngủ chung hôm nay ôm cậu ngủ cái coi nè cô vừa nói con tay thì đã ôm anh cứng ngắt cái cô gái này ôm gì mà chặt vậy không biết, mau bỏ tay ra đi, sau một hồi Nhật Vi ngủ say anh mới gỡ tay cô ra khỏi người mình được. Sau đó anh phải đi tắm nước lạnh một lần nữa mới nằm trên sofa ngủ được, lúc ấy cũng 3 giờ sáng rồi, cô la gì vậy hả? Yên lặng cho tôi ngủ coi, anh bò lên sofa rồi quyết định ngủ tiếp thì cô lớn giọng hỏi, anh là ai sao lại ở cùng tôi, anh có làm gì tôi không? anh vẫn nhắm tịch mắt mà trả lời, cô nghĩ thử coi, vừa nghe câu trả lời chưa kịp suy nghĩ, cô khóc ầm lên, hu 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 hu, anh tức giận bật ngồi vậy, cô khóc cái gì, anh ăn sạch hết của tôi. Tôi giết anh, vừa nói cô từ trên giường nhảy xuống trước mặt anh cầm cái gối anh liên tục đánh e nhanh giữ chặt cái gối trong tay Nhật Phi, cô hai à. Tôi không làm gì cô hết, cô nhìn quần áo trên người cô còn nguyên vẹn có thiếu cái nào không? suốt đêm tôi ngủ ở sofa không có làm gì cô hết thiệt không, lúc này cô mới nhìn lại quần áo trên người liền thở phào nhẹ nhõm. sao trên đời lại có người đàn ông tốt như anh nhỉ. Cả đêm ở cùng tôi cũng không có xảy ra chuyện gì, Nhật Phi nhìn anh thắc mắc cô muốn rét lắm mà, biết vậy hôm qua tôi cứu cô xong rồi làm thịt cô luôn rồi, cô nhớ ra được điều gì liền thốt lên, âu. Oh anh là người cứu tôi tối qua đúng không anh cười đắt ý gật đầu vì cô còn nhớ mình là người cứu cô cảm ơn anh nhé hi hi sao hồi này ai còn muốn lấy mạng tôi mà là hiểu lầm thôi tôi bia anh không nhỏ mọn vậy đâu đúng không tạm tha cho cô đó chờ tôi một chút chúng ta cùng đi ăn sáng lúc nghe ăn sáng thì đúng lúc bụng cô cũng kêu hi hi xấu hổ quá thôi không cần phiền anh tôi về đây cô định đi đâu Tôi chưa tính sổ cô chuyện tối qua mà cô tính bỏ trốn hả, chuyện gì, tôi bảo đợi tôi, anh nhìn cô một cái rồi đi vào toilet. Cô ngồi đợi anh 5 phút thì anh đi ra lúc này cô mới nhìn kỹ anh, anh cao khoang 1m78 thân hình chắc khỏe, gương mặt ưu tú, cô nhìn đến ngay người thì anh đột nhiên đến gần cô, chảy nước miếng kia. Người như cô không biết dưới quê cô có bị tròng lòng heo không nữa, cô bất ngờ lấy tay chùi miệng, anh mới chảy nước miếng á sao anh biết trong lòng heo anh nghe tôi nói chuyện đúng không chỉ vô tình đi ngang qua thôi không thì làm sao cứu cô được xấu xa dám nghe lén tôi nói chuyện đúng là bà tám mà tôi nghi ngờ giới tính anh lắm nghe cô muốn thử không tôi sẽ cho cô kiểm định tôi thôi không nói với cô nữa giữa mặt đi tôi đợi khi cô giữa mặt trang tha thêm tí son chải tóc gọn gàng nhìn cô thật hấp dẫn mặc dù trên mặt cô có vài nốt đỏ nhưng cũng làm anh ngây người tới lượt anh chùi nước miếng kia như chưa từng thấy người đẹp bao giờ anh không tức giận mà chỉ cười rồi mở cửa cùng cô xuống khách sạn giờ cô mới để ý là khách sạn này rất sang trọng hai người ngồi vào bàn gọi món ăn, mặt cô không sao chứ, tối qua có nghe nói cô bị dị ứng nhưng không nghĩ lại nỗi nhiều như vậy, có cần mua thuốc cho cô không, không cần, tí tôi về nhà uống. Ở nhà tôi có chuẩn bị sẵn rồi, lần này nổi hơi nhiều và lại hơi nhứa tí thôi, tôi đâu có hối cô đâu sao cô không tấm, anh à. Là do tôi bị dị ứng chứ không phải ở dơ tôi chọc cô thôi, nhìn mặt cô tức giận, anh không ngăn được nụ cười, thật sự cảm ơn anh chuyện tối qua anh muốn tôi báo đáp như thế nào cô cảm nhận anh không phải là người có ác ý không cần đâu tuy muốn nói cô lấy thân báo đáp đi nhưng anh không nói được sợ cô sẽ nhìn anh bằng con mắt khác không được anh đã giúp tôi mà tôi không muốn thiếu nợ người khác anh suy nghĩ rồi bỗng mín môi cười nói z cũng được nhà tôi cần một người dọn dẹp hàng tuần muốn báo đáp thì cô tới giúp tôi đi được chuyện nhỏ mà nhà anh lớn không cũng nhỏ thôi cô cứ yên tâm vậy cuối tuần tôi sẽ tới Hi hi, ủa sao anh không ở nhà mà ở khách sạn? Giờ cô mới nhận ra hốt hoảng hỏi, anh đừng nói với tôi là nhà anh không phải ở thành phố này nhé. Trọng nhân vỗ tay tán thưởng, đúng rồi. Cô đã đáp ứng dọn nhà cho tôi rồi đó, nhưng nhà anh ở đâu? Thành phố Nha Trang, hạ cách tới mét trăm cây em lận mỗi lần tôi dọn nhà cho anh thì tôi phải đi xa vậy hả nếu cô muốn thì dọn ra đó luôn cũng được nhật vi vẻ mặt nghiêm túc nói anh đang nói dỡn à không vui tôi nói thật tôi đang cần một thư ký mà tôi biết cô cũng đang thất nghiệp không phải sao cô có muốn lầm không lương tháng bao nhiêu nếu tôi dọn dẹp nhà cửa cho anh anh có trả lương cho tôi không, tôi không bạc đãi nhân viên của mình đâu 8 triệu, dọn dẹp tính riêng, thêm tiền thưởng được chứ, nhưng tôi không có chỗ ở cô ở nhà tôi. Dù gì cũng còn phòng trống, không được, Z cô ở tạm vài ngày rồi tôi tìm chỗ nào gần công ty cho cô, anh có làm ăn trái phép gì không hay lỡ đem tôi đi bán rồi sao tôi biết. Muốn làm gì cô hay muốn bán cô thì tối qua tôi đã làm rồi. Còn đây là danh thiếp của tôi, công ty vận chuyển Trương Nghĩa, cô nhìn tấm danh thiếp rồi hướng anh trả lời, để tôi suy nghĩ đã, cô suy nghĩ đi rồi tối cho tôi hay, sáng mai tôi về lại Nha Trang. Vì cô mà tôi hoản lại một ngày đó, xin lỗi, tôi biết anh là người tốt mà, Z hôm nay cô làm hướng dẫn viên cho tôi đi, ok, hôm nay tôi rảnh mà anh phải đợi tôi về thay đồ đã ưm. Um. Vậy cô ăn đi rồi tôi đưa cô về, ưm, um, mà quên tôi chưa biết anh tên gì tôi tưởng cô quên luôn rồi chứ, tôi là Trương Trọng Nhân, giám đốc công ty Trương Nghĩa năm nay 28 tuổi, à, còn tôi là Nguyễn Nhật Phi 24 tuổi. Hiện đang thất nghiệp cô bắt tay anh cùng với màn chào hỏi làm cả hai bật cười cô không bia tại sao cô lại tin tưởng anh, không hề đè phong vì với anh chẳng lẽ tại tối qua anh cú cô mặc dù mới biết anh nhưng cô có cảm giác rất thoải mái khi ở cạnh anh anh đi lấy xe đưa cô về nhà thay đồ, cô ngồi trên xe hỏi anh, anh không mướn tài xế à? Bình thường tôi thấy những người có chức vụ cao như anh thường không tự lái xe, không, tôi thích tự lái xe, hôm nay anh muốn đâu tùy cô. Nếu cô đừng bán tôi là được rồi, Nhật Vi nghe anh nói liền cười, tới nhà tôi rồi, anh đợi tôi chút nhé, đợi khoảng 20 phút cô từ trong một con hem nhỏ đi ra. Cô mặt quần jean áo thun khoát một cái áo khoát jean rất đơn giản cùng với đôi giày thể thao rất năng động đi thôi. Người ngoài nhìn không biết cô mới bị thất tình đó là tại anh ấy không biết giá trị. Của tôi, chúng ta đi vườn trái cây nhe, thấy anh gật đầu cô lại hỏi, anh vô đây công tác hạ ưm, um, hôm qua vừa xong. Tôi vô đây mấy lần nhưng điều làm việc xong rồi về không kịp đi đâu hết, rét là nhờ tôi đó. À anh có biết chạy xe máy không? Đừng nghĩ ai cũng nhát gan như cô anh đúng là nhiều chuyện còn dám nói đi ngang qua. Thật ra thì anh nghe chúng tôi nói chuyện hết đúng không? Thì tôi đi ngang qua rồi tình cờ ngồi ngang bàn cô thôi. Tại hai người nói chuyện lớn quá, mặc kệ cũng không phải là chuyện bí mật gì. Vậy tối nay chúng ta đi xe máy nhé. Được thôi. Chương 2 nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com một ngày thật mệt mỏi cũng rất vui vẻ với hai người hết đi vườn trái cây đi ăn món đặc sản tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng buổi tối đi dạo chợ đêm ngồi trên thuyền nghe hát ăn uống chụp hình cô còn giận anh đi ăn các món ăn vặt cảm ơn cô hôm nay tôi rất vui không có gì khi tôi ra nha trang anh dẫn tôi đi chơi là được rồi mắt anh sáng lên rét cô đồng ý với tôi rồi hả tôi đang thất nghiệp mà có công việc vậy còn gì bằng, ngay mai 5 giờ chúng ta xuất phát cô thu dọn đồ đặt rồi ngủ sớm đi, ưm ừ tôi biết rồi, nằm trên giường cô điện thoại cho Ái Vân, alo, cậu ngủ chưa, chưa có chuyện gì hả? Còn buồn sao, không, ngày mai mình đi Nha Trang rồi, cậu có rảnh qua lấy xe về nhà cậu giữ dùm mình nhé, tuy mình không chạy nhưng cũng không muốn bị ăn trộm lấy cậu đi du lịch hả? z cũng tốt không mình đi làm làm gì cô mới đem toàn bộ câu chuyện kể lại hết cho ái vân nghe sao cậu tin tưởng người lạ z mình cũng không biết nữa nhưng mình có cảm giác rất tin tưởng anh ta cậu nhớ cẩn thận đó có chuyện gì thì điện thoại mình nghe ươm mình ngủ đây mai mình đi sớm nữa ngủ ngon ngủ ngon 5 giờ sáng xe anh đã tới trước hẻm cô kéo theo hai veo ly đưa anh đem vào xe do vài tháng nữa em gái cô lên học nên cô vẫn thuê nhà trọ cô chỉ đem theo quần áo và những thứ quan trọng thôi còn tất cả vẫn để lại, cô muốn thử làm việc một thời gian nếu được thì làm tiếp còn không thì về lại Cần Thơ, dù gì ở đây cũng có bạn tốt của cô. Gần quê cô nữa, dễ về thăm gia đình hơn, nhưng cô cũng muốn thử đi xa một lần để đổi không khí. Cô còn buồn ngủ hả thấy cô ề oài anh hỏi, có đôi chút, bình thường 6 giờ tôi mới thức, có hôm qua thức khuya đi chơi cả ngày nên hơi mệt, rét cô ngủ tí đi, ưm, cũng được. Anh không buồn ngủ hả, không hôm qua tôi ngủ rất ngon, khoảng một tiếng sau thì cô thức, anh chạy đến thành phố Hồ Chí Minh thì dừng lại ăn sáng cung đã hơn 8 giờ rồi. Chúng ta xuống ăn một tí rồi đi, về đến nơi chúng ta còn nghỉ ngơi, tối cô còn đi cùng tôi dự biểu tiệc nữa tiệc gì tôi chưa biết gì về công ty hết lỡ có sai sót gì thì sao có tôi thì cô không cần lo có cô tôi mới có lý do về sớm được nhưng lỡ cô chưa nói hết câu thì bị cắt ngang không nhưng nhị gì hết đi xuống ăn sáng thôi ăn sáng xong hai người cùng lên xe lúc này tỉnh táo cô có nhiều điều muốn hỏi anh sống một mình hả ơ ờ, tôi sống một mình được hai năm rồi bình thường chủ nhật sẽ người dọn dẹp nhà cửa vậy sao anh còn kêu tôi làm vì cô muốn trả ơn cho tôi nên tôi cho họ nghĩ rồi, tại sao qua một đêm tôi lại trở thành ô xin của anh vậy, cô nhíu mày suy nghĩ tại cô muốn mà. Thật ra thì suốt ngày tôi ở công ty, chỉ có buổi tơi mới về nhà. Ngày nghỉ thì về nhà ba mẹ nhà cửa tương đối sạch sẽ nhưng tôi vẫn cần nười dọn dẹp, vậy bạn gái anh đâu, tôi không có, anh không phải thích con trai chứ, đằng trước có khách sạn kìa cô muốn kiểm chứng không, Z anh thật sự thích con gái, cô muốn sao hả, giọng nói anh hơi túc giận, Z anh thấy tôi như thế nào. Cũng không tệ, vậy sao tôi không quen ai được lâu hết vậy, cô tự hỏi thầm mình có gì không tốt sao, có, anh định nói là có tôi đây nhưng lại thôi, hả. Có nhiều thời gian mà, chắc chưa đúng lúc, mẫu bạn trai của cô như thế nào để tôi giúp cô tìm, khi nghe anh nói Z cô có cảm giác buồn buồn, anh không có tình ý gì với cô sao thấy cô im lặng anh hỏi, cô không sao chứ, đừng buồn vì chuyện nhỏ rét mà, không có gì chỉ là đang suy nghĩ thôi, tôi chỉ cần một người hiểu tôi, yêu tôi thật lòng là đủ rồi, còn anh, tôi cũng rét à hát. Mà tại sao anh vừa giỏi vừa đẹp trai Z mà anh không có người yêu thật sự tôi không tin, tại tôi chưa vừa mắt cô nào, chắc tại anh khó tính quá nên cả đời cũng không gặp được, chắc cô gặp được à anh tự tin mình sẽ chiếm được trái tim cô tôi sẽ chóng mắt lên xem anh sẽ bi ế cả đời ha 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 cô thích chọc cho tôi cười lắm thì phải thấy mặt cô bí xị anh hỏi cô không ngủ nưa hả không tôi ngủ đủ rồi anh mệt không để tôi lái xe cho anh nghỉ cô biết lái xe nữa hả ưm lúc trước huy cường muốn tôi học lái xe nên tôi biết nhưng lâu rồi tôi không chạy nên hơi sợ sợ cũng bày đặt đồi lái thôi tôi tự lái được rồi tôi quen rồi tôi quan tâm anh thôi mà tôi chỉ sợ mình gây họa cho người khác thôi thôi đừng tỏ ra cái vẽ mặt dầu gì đó nữa không hợp với người lạc quan như cô muốn nghe nhạc không ưm uhm, cũng được tôi tự chọn cd cô bỏ cd vào ngâm nga theo bài hát Yêu để em biết sống trong những ngày vòng qua những con đường quen mong một tin nhắn sao cũng quá lâu. Lâu thế nên em đã biết âu sầu đột nhiên anh tắt nhạc cô bực bội quay qua hỏi anh, anh đề nghị nghe nhạc mà sao anh tắt, tôi đang nghe mà nghe cô hát hay hơn, cô cười, liền nói anh thật biết khen. Z tôi hát cho anh nghe nghe, cô cũng không muốn rời đi cần thơ, ở đó cô có thể hát vừa có thể kiếm tiền, hồi tối lúc cô điện thoại thông báo nghĩ ông chủ vẫn rất luyến tiếc nói, Nhật phi, chừng nào muốn hát trở lại thì tới tìm tôi, quán tôi luôn rộng mở, cô chỉ biết cảm ơn rồi cúp máy. Nghe giọng cô hát làm người ta thật thoải mái, có lẽ lần đầu gặp anh đã thích cô rồi, anh nghĩ đúng là duyên trời mà nếu không sao hát cô ngồi trên xe anh được khi làn đau gặp cô đến giờ chỉ mới ba ngày thôi thấy anh cười cô hỏi có chuyện gì mà anh cười vui vậy tôi hát buồn cười lắm mà a à, hát không tôi nghe cô hát cảm thấy yêu đời thôi thì ra giọng hát tôi có tác động mạnh vậy sao cô vừa nói trên miệng cũng xuất hiện nụ cười mẫn đỏ trên người cô hết rồi sao cô còn ngứa không anh quan tâm hỏi cảm ơn anh tôi hết rồi cô còn giải thích thêm tại hôm đó tôi uống nhiều nên hôm nay mới hết hẳn bình thường thì uống thuốc và bôi thuốc kèm theo uống nhiều nước sẽ nhanh chóng khỏi thôi anh lại hỏi thêm bình thường cô hay uống rượu vậy lắm hả à không lúc nào cần tiếp khách thôi Tại hôm đó tôi không được vui, thôi vậy tối nay cô ở nhà nghỉ đi, tôi đi một mình được rồi, sao Z mắc công ngày mai cô nỗi mẫn đỏ nữa, nhưng giờ tôi muốn đi cùng anh, lúc không chịu đi. Lúc thì đồi đi theo là sao hả? Nhưng anh nói tôi đi theo anh mới về sớm được mặt tôi hiểu, nhưng người như anh thường đi tới 2-3 giờ sáng mới về, để tôi giúp anh vậy, Z đi thì đi nhưng có ai mời cô uống rượu thì nhớ là tìm cách từ chối đi biết chưa ưm ừ, tôi biết rồi chuyện đó anh khỏi lo nhật vi ngân nga câu hát đến lúc ngủ quên đi anh nhìn cô ngủ vẽ mặt thật đáng yêu chỉ muốn hôn lên cái má đó thôi nhưng anh sơ cô mới chia tay chưa chấp nhận được tình cảm của anh anh muốn cho cô từ từ cảm nhận tình yêu của anh lúc anh gọi cô dậy thì cũng đến được thành phố nha trang là giữa trưa rồi dậy đi cô bé chúng ta ăn rồi về nhà nghĩ biển kia do anh tròn quán ăn gần bờ biển nên cô thấy liền kêu lên thích biển hả rét chiều tôi dẫn cô ra biển chơi giờ này nắng lắm anh thấy cô thích nên muốn chiều theo cô không đi dự tiệc hả dự tiệc buổi tối không trễ giờ đâu anh như hiểu được ý cô giải thích ưm um, đi ăn thôi nhà anh gần đây không Cách bờ biển khoảng 4 km, còn cách công ty khoảng 5 km. Vào quán ăn chọn món rồi anh mới trả lời cô, anh có xe đạp không? Chiều nay mình đi xe đạp nhé. Không, nhưng có thể thuê. Ở đây có nhiều dịch vụ du lịch lắm. Cô có thích ăn hải sản không? Hải sản ở đây rất tươi thích, nhưng tôi ít ăn hải sản lắm. Sao Z cô bị dị ứng gì nữa hả? Anh lo lắng cho cô không? tại tôi không thích tay mình có mùi hải sản thôi ăn hải sản phải dùng tay tôi thì không thích giơ tay đây cũng là lý do à anh vừa cười vừa lắc đầu xem ra anh càng ngày càng hiểu cô hơn rồi ăn đi hôm nào rãnh tôi dẫn cô đến nhà ba mẹ tôi chắc chắn cô sẽ thích khi đò ăn dọn ra anh lại nói tiếp ba mẹ anh hiểu lầm chúng ta thì sao anh cười muốn nói hiểu lầm thì càng tốt nhưng lại thôi không đâu đừng nghĩ nhiều quá nhà ba mẹ tôi cạnh bờ biển rất yên tĩnh thiệt hả rét chừng nào đi khi nghe vậy mắt cô sáng lên đợi hôm nào rãnh đã có thể là chủ nhật tuần này hôm nay thứ ba rồi còn vài ngày nữa thôi hi hi ăn xong anh chở cô về nhà vừa bước xuống xe cô liền hỏi nhà này là nhà anh đó hả anh gật đầu hay cô muốn tôi lấy luôn giấy tờ nhà cho cô xem cô ngôi biệt thự trước mắt chỉ thốt lên chết tôi rồi anh thấy cô ngỡ ngàng cô sao vậy vô đi cô tức giận hỏi sao anh nói với tôi là nhà anh không lớn lắm hả anh tự nhiên trả lời tôi thấy so với những cái khác thì nhà tôi cũng không lớn lắm tuy là ngôi biệt thự không to bằng những ngôi biệt thự khác chỉ có hai tầng nhưng sân vườn cũng khá rộng cô nghĩ đến quét sân không thì cũng mất không ít thời gian chứ nói gì dọn dẹp nhà sao cô ngốc đến vậy không hỏi cho kỹ rồi hả đồng ý nhĩ vừa nghĩ cô vừa gõ đầu anh cười khi nhìn cái bộ dạng của cô lúc này, thôi đừng đầu nữa, ở đó nắng lắm nhà đi, anh chạy xe vô sân rồi lấy vali của cô đem vô nhà, cô cũng bước theo sau anh. Cô rất mừng vì nhà anh thật sạch sẽ, cô không cần giòn dẹp. Anh đem vali của cô vô phòng ở lầu 2, cô ở phòng này, phòng tôi ở kế bên, còn bên kia là phòng làm việc của tôi, cảm ơn anh, ưm, cô tắm giữa rồi nghỉ ngơi đi, tôi cũng đi nghỉ tí đã muốn ăn uống gì thì tự nhiên, mà tôi cũng không bia tủ lạnh còn gì ăn không nữa, tôi sẽ tự nhiên, anh đi nghĩ đi, khi anh dậy thì cũng 4 giờ chiều rồi. Xuống lầu thì thấy cô lay hoay trong bếp, cô làm gì rét, anh rét rồi à, đúng lúc thật, uống sinh tố nhe, trời nóng quá, cô biết làm nữa à, lúc trước tôi đi hát, tôi và chị pha chế có tình cảm khá tốt chị pha chế dạy tôi làm được vài loại thức uống vừa nói cô vừa đem hai ly sinh tố để trên bàn để tôi thử xem nhận được ly sinh tố anh liền uống cô chờ đợi kết quả từ anh không có cái gì uống nên đành uống cái này thôi anh chê ghẹo cô tôi không bao giờ làm cho anh uống nữa cô hậm hực trả lời tôi chọc cô thôi rất ngon, tạm tha cho anh đó, nghe Z nói Z, cô cũng không thèm chấp nhất anh nữa, uống xong cô lên thay đồ đi chúng ta đi mua vài thứ rồi ra biển chơi. Mặt đồ đơn giản thôi, cô nghe đi dạo hai mắt liền sáng lên, anh đợi tôi chút nhe, cô mặc quần sọ óc áo thun chân mang dép buộc tóc cao không trang điểm. Ngay cả son cũng không thoa nhìn cô trông rất trẻ con cô và mộc mạc cô không cao lắm chỉ 1m65 nhưng đôi chân thon dài của cô rất hấp dẫn anh cũng rét cũng áo thun quan sóc ngang đầu gối chân mang giày thể thao rất năng động tôi mặc rét được không cô hỏi anh rồi cô. Nhìn xuống đôi dép rồi nhìn đôi giày của anh, sao anh không mang dép, tí nữa xuống biển dễ tháo ra hơn, anh ở biển mà chẳng biết gì hết cũng không tệ vậy tôi đi thay dép được chưa? Cô nói vậy anh phải đành đi thay dép thôi anh dừng trước cửa hàng quần áo cô hỏi, anh cần mua quần áo hả? Anh chỉ gật đầu không nói gì rồi đẩy cửa bước vô cửa hàng, trọng. Nhân, lâu rồi không thấy cậu ghé đây, một đàn ông người trạc tuổi trọng nhân thấy trọng nhân lại liền tiếp đón, lúc này mình hơi bận rồi quay sang cô giới thiệu, đây là Minh Đức ông chủ cửa hàng này cũng là bạn hóc cấp 3 của tôi, đa phần quần áo ở đây là do anh ta tự thiết kế, cô gật đầu chào rồi anh giới thiệu tiếp, còn đây là bạn tôi, cũng là thư ký của tôi. Cậu chọn cô ấy vài bộ đồ đi dự tiệc dù mình, Minh Đức cười vẻ mặt gian xảo, lần đầu tiên cậu dẫn bạn giá lại đây mua đồ nhe, tôi nhớ thư ký của cậu là nam mà cậu nhiều chuyện quá cậu ta đi thành phố hồ chí minh giúp mình quản lý chi nhánh ở đó rồi thư ký của tôi đâu thể qua loa được cũng là bộ mặt của công ty mà minh đức cười rồi đi chọn đò giúp cô lúc này cô mới nói anh không cần tốn kém vậy đâu tôi có quần áo rồi tôi nói rồi đây là bộ mặt của công ty xem như tôi tặng quà ra mắt cho cô z tôi đã nói tôi có quần áo rồi tôi không cần anh tặng tôi sẽ không làm mất mặt anh và công ty đâu cô sợ mình thiếu nợ anh quá nhiều từ lúc gặp anh thì anh đã giúp cô không ít rồi trọng nhân không thèm để ý đến lời từ chối của cô minh đức dẫn cô ấy đi chọn đồ đi minh đức kéo cô đi cô cứ làm theo lời cậu ta đi cậu ta nhiều tiền lắm cô không cần lo sau một hồi lựa chọn minh đức cầm một đống quần áo váy cho cô thử Do cái gương ở ngoài phòng thử nên cô ra xem cô vừa bước ra làm anh ngây người cô mặc một cái váy đỏ đô làm càng nổi lên màu da sáng của cô giữa eo là cái thắt lưng được buộc thành nở ở phía sau lưng váy xèo tới hơn giữa đùi nhưng do cô buộc tóc cao nên lộ ra một phần lưng trắng do làm tim anh đập rất nhanh lúc này minh đức mới khen đẹp lắm đồ của tôi thiết kế là để dành riêng cho cô hay sao rất đẹp thấy thế nào trọng nhân, anh quay qua hỏi người bạn của mình lúc này anh mới định thần lại, lấy hết những cái cậu chọn đi, anh sợ nếu anh còn nhìn cô thử đò nữa thì anh sẽ bị chảy máu mũi mất cô thay. Đồ ra rồi hỏi anh, sao nhiều? Tốn kém anh lắm, sau khi tinh tiền anh không trả lời cô mà đi thẳng lên xe, đi thôi, anh sợ mình không kìm chế được mà hôn cô mất lên liền né tránh cô đi trước lên xe tương anh giận cô vì chuyện mình không muốn nhận đồ anh mua mà anh im lặng không thèm nói chuyện, cô muốn cắt đứt cái im lặng này nên lên tiếng trước, anh giận tôi à, ở đây tôi không quen ai. Anh giận tôi thì không ai nói chuyện với tôi hết, tôi xin lỗi, lần sau anh tặng gì tôi đều nhận hết, tôi giận cô hồi nào? Tôi chỉ đang tập trung lái xe thôi, có trời mới biết anh kìm nén bao nhiêu khi khi thấy sự quyến rũ của cô, hi hi. Z tôi cứ tưởng, nghe anh nói Z cô rất vui, cô cũng không biết sao mình vui Z nữa, tôi quan trọng với cô Z ah đương nhiên rồi, cô trả lời không suy nghĩ rất tự nhiên. Anh theo phản ứng tự nhiên hỏi cô mà câu trả lời làm cho trái tim anh như nở hoa, hôm nay không có nhiều thời gian nên không cùng cô đi xe đạp được, hôm nào rảnh đi, dù gì cô cũng ở đây lâu mà ươm mình xuống bờ biển đi cô bước xuống xe liền kéo tay anh đi vừa đi xuống tới bờ biển cô nhận ra mình đang nắm tay anh liền buông ra với vẻ mặt ngượng ngùng xin lỗi tại tôi thấy biển thích quá không sao cô có nghĩ mình sẽ sống ở đây luôn không hai người vừa đi vừa trò chuyện tôi cũng không biết nữa không ai nói trước được tương lai, sao cô lại đồng ý với lời đề nghị của tôi? Tuy cô đồng ý với đề nghị của anh nhưng anh không thích cô tin tưởng người lạ vậy tôi cũng không rõ nữa. Có thể là tôi cần một công việc nhưng không phải ai tôi cũng đồng ý đi theo đến một nơi xa lạ vậy đâu nha, không biết tại sao tôi có cảm giác rất tin tưởng anh. Có thể vì anh cứu tôi cũng không chừng, anh rất vui vì cô xem anh không giống người xạ lạ đi được một lúc cũng 6 giờ. 7 giờ là tiệc bắt đầu nên phải về để chuẩn bị thôi về chuẩn bị còn đi dự tiệc nữa, buổi tiệc hôm nay cô rất đẹp. Cô không mặt chiếc váy hồi chiều thử mà mặt chiếc váy lục hồng phấn tóc thả tự nhiên kèm theo trang điểm nhẹ nhàng. Không chói lóa như bao cô gái trong buổi tiệc hôm nay nhưng không khỏi làm người khác chú ý. Buổi tiệc này là kỷ niệm thành lập công ty của đối tác làm ăn, anh phải đi chào hỏi với mọi người, tôi đi chào hỏi mọi người cô đi theo thì bị mọi người ép uống rượu nên cô ở đây trò chuyện với mấy chị em nhé anh nói rồi gật đầu chào mọi người rồi đi sang bàn khác cô ngồi nói chuyện xã giao với mấy người phụ nữ cũng chỉ chuyện quần áo túi sách này nọ thôi lúc trước cô cũng thường hay đi với huy cường nên những buổi tiệc này cô cũng đã quen anh quay lại với vẻ mặt ngà ngà say thì cũng sắp kết thúc buổi tiệc rồi chúng ta về thôi có vài người đàn ông đi lại phía hai người giám đốc trương về sớm vậy kết thúc buổi tiệc này mọi người bàn với nhau sẽ đi nữa mà anh cười xin lỗi giám đốc vĩ nhưng hôm nay tôi đi cùng bạn tôi đi cùng cô ấy thì phải về cùng cô ấy chứ nhật vi thấy vậy hiểu ý xin lỗi hai vị nhưng hôm nay là sinh nhật tôi tôi muốn cùng giám đốc trương mừng sinh nhật cũng sắp hết ngày hôm nay rồi, cô đỡ anh ra xe thấy anh bước đi siêu vẹo bèn hỏi, anh có sao không, hôm nay là sinh nhật cô hả, không, sinh nhật tôi qua rồi. Tôi nói vậy anh mới về được chứ, anh gật đầu, à, cảm ơn cô giúp tôi, anh có lái xe được không, hôm nay uống hơi nhiều, cô lái xe đi tôi say thật rồi, anh vừa nói vừa lấy chìa khóa đưa cho cô. chương 3, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com cô mở cửa cho anh ngồi ghế phụ rồi lái xe về nhà, cũng may là nhà không xa lắm cũng không quẹo nhiều đường nên không bị lạc đường, lái xe chừng 10 phút thì về tới nhà. Anh ngủ say như chết cực khổ lắm mới đem anh lên phòng được tháo giày, ca vát, cởi bỏ vài nút áo để anh ngủ cho thoải mái, cô nhìn gương mặt đỏ lên vì rượu của anh thật hấp dẫn rồi tay cô sờ đôi môi của anh lúc nào cũng không hay cô nghĩ trong đầu không biết khi hôn lên đôi môi này sẽ có cảm giác như thế nào thì cô liền giật tay lại rồi cô chạy nhanh về phòng trời ạ à, cô bị gì thế này sao cô muốn hôn anh cô thích anh rồi sao cô gặp anh mới mấy ngày mà không thể nào nếu anh ấy biết thì mình xấu hổ chết cô đi làm cũng được một tháng rồi mọi người trong công ty rất tốt rất hòa đồng công việc thì có thể nói tương đối thuận lợi cô ở nhà anh một tuần rồi dọn ra một phòng trọ gần công ty anh kêu cô cứ ở nhà anh nhưng cô sợ mình không khống chế được tình cảm của mình cứ vậy mà thích anh nhưng lỡ anh không thích cô thì chẳng lẽ lại là bi kịch à thích người không yêu mình cô không muốn đau khổ thêm nữa ngoài buổi tối thì hầu như thời gian còn lại cô đều gặp anh làm chung công ty cuối tuần còn đến nhà anh dọn dẹp mà cũng không có gì dọn đít tất cả đều sạch sẽ như có người lao chùi rồi hết rét nên cô thường nấu cơm chưa cùng anh ăn sau đó anh đưa cô về nhà còn anh thì về nhà ba mẹ và cứ thế cô nhận thêm một khoản tiền từ việc lao chùi nhàn rỗi này nữa. Hôm nay là đầu tháng, cô cũng mới nhận được lương nên xin đi trễ một tiếng để đến ngân hàng chuyển tiền về cho mẹ lo cho Nguyệt Phi. Cô không ngờ tài khoản mình có một khoản tiền lớn vậy. Cô xem người gửi đúng như cô đoán là Huy Cường, tiền được chuyển vào một tháng trước cũng là lúc cô và anh chia tay, cô liền điện thoại cho anh. Nhật Phi, anh nghe em đã nói không cần mà sao anh còn chuyển tiền cho em, anh biết em còn phải lo cho em gái nên anh muốn giúp em, em nghĩ việc ở công ty cũng lỗi tại anh em nhận đi, Huy Cường dọ ái náy, em không trách anh, nên anh không cần phải làm vậy, em không trách anh thì nhận cho anh vui đi, xem như anh gửi quà cưới cho em vậy, nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, giờ em đang làm gì, em đang ở Nha Trang làm ở một công ty của bạn, cũng rất tốt, chừng nào anh có ra đó, anh ghé thăm em nhé, em không tránh mặt anh chứ, đương nhiên không rồi thôi em làm việc rồi bay anh nào ra thì điện thoại em nghe chúc hai người hạnh phúc cô ngồi trên bàn làm việc ngay người vì chuyện lúc sáng không biết nếu mình gặp hai người đó rồi sẽ như thế nào có tự nhiên được không nhìn người yêu cũ của mình bên cạnh cô gái khác sẽ như thế nào nữa đang miên man suy nghĩ anh đứng trước mặt cô cũng không hay nghĩ gì vậy cô thư ký của tôi à xin lỗi anh cần gì sao?" cô giật mình trả lời, "Nghĩ gì mà thất thần Z? Ha ha, tôi đang nghĩ lãnh lương rồi không biết sẽ làm gì, Z đãi tôi ăn đi, được thôi." "Cuối tuần này anh muốn ăn gì tôi nấu, cuối tuần này không được rồi, cô về nhà ba mẹ tôi với tôi nhé, cuối tuần này là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ tôi, Z hả?" ba mẹ anh thích gì tôi để tôi còn chuẩn bị quà nữa không cần đâu cô là quà ba mẹ tôi thích nhất rồi ba mẹ tôi rất thích cô tôi cũng thích họ lắm rất dễ chịu và vui tính nữa ưm uhm, vậy làm việc đi cuối tuần tôi qua đón cô anh bước đi rồi chợt quay lại à cô mang hợp đồng hôm qua tôi kêu cô sửa vô cho tôi luôn ngơ cô gật đầu rồi lấy hợp đồng đem vô cho anh hôm nay là cuối tuần cô thức sớm chuẩn bị để đi đến nhà ba mẹ anh nơi đó cách xa thành phố khoảng một tiếng chạy xe đó là một ngôi nhà gần biển nhà không lớn lắm có ba phòng một phòng khách một phòng ăn cùng một khoảng sân xung quanh trồng rất nhiều hoa sau khi bác trai giao lại công ty cho anh thì dọn về đây sống hưởng lạc tuổi già danh rồi thì hai người đi du lịch bác trai là năm nay 60 tuổi còn bác gái thì 55 tuổi, hai người rất vui vẻ, lần trước cô đen còn làm rất nhiều món ăn cho cô ăn, còn bắt cô ở lại ngủ một đêm mới cho về. Buổi tối nghe tiếng sóng biển vỗ như tiếng nhạc vậy, làm cô ngủ rất ngon. Trọng nhân thường rủ cô đi về cùng anh nhưng luôn tìm cách từ chối cô sợ mình gần gũi anh nhiều quá, sẽ lúng sâu vào không thoát ra được mà cô cũng chưa biết anh có tình cảm gì với mình không nữa. Tiếng còi xe vang lên đúng 7 giờ, cô liền đóng cửa chạy ra, anh thật đúng giờ nhé, đó là ưu điểm của tôi mà anh tự khen mình rồi hỏi cô, cô đói không, không, còn anh, tôi cũng không. Vậy đợi tí về nhà ăn cùng ba mẹ tôi luôn nhé, cũng được, bác gái nấu ăn rất ngon. Giống như mẹ tôi vậy, lúc trước cô thường về thăm gia đình không, một tháng tôi về một lần, vậy tháng này cô không về sao, không, tuần sau là sinh nhật em gái tôi tôi định kêu cả nhà ra đây chơi sẵn ăn sinh nhật luôn, anh cho tôi nghĩ ngày thứ bảy nhé, vì công ty thứ bảy vẫn làm, chỉ nghĩ ngày chủ nhật thôi. Nhưng đổi lại tiền thưởng và lương cao hơn những nơi khác. Ừm, lúc nào người nhà lại tới thì tôi sắp xếp phòng cho họ nghỉ ngơi, mùa này là mùa du lịch khó tìm phòng với không thoải mái như ở nhà đâu, không cần đâu tôi tự lo được mà cô không cần khách sáo vậy chúng ta ngoài cấp trên và nhân viên còn là bạn mà đúng không nếu cô từ chối thì không xem tôi là bạn rồi thôi được rồi sợ anh luôn đến nơi ông bà nghĩa liền mừng rỡ hai đứa đến rồi đi đường có mệt không ăn sáng chưa mẹ có đợi tụi con về sáng giờ đó vì vô nhà uống nước trái cây đi con hôm nay con dễ thương quá anh và cô thấy mẹ nói không ngừng bật cười mẹ từ từ đã tụi con có chạy đi mất đâu mà mẹ hỏi dữ vậy thôi vô nhà ăn sáng thôi con đói rồi lúc này hai bác khỏe không con có tí trái cây biếu hai bác cô vừa nói vừa cầm giỏ trái cây đưa cho bác gái con bé này lại còn mua này mau nọ nữa anh đồng tình nói con cũng nói vậy nhưng cô ấy nói như vậy cô ấy mới ăn tự nhiên, lần sau không cần như vậy nữa ngơ chưa, thôi vô nhà đi, ba con đang chờ trong nhà đó, thấy bác trai ngồi trên sofa xem tivi cô liền chào chào bác trai. Bác lúc này khỏe chứ ạ, à? xin lỗi con tới trễ, không sao đâu con, chào buổi sáng ba, ba ăn sáng chưa, ba đợi tụi con về ăn chung. Đi ăn thôi con, bốn tô bún chả cá được đặt trên bàn rất hấp dẫn, ăn đi vi đừng mắt cỡ ngơ con, bác gái nhắc nhỡ cô, dạ. Mời cả nhà ăn, cả nhà ăn xong rồi uống nước trái cây xem tivi trò chuyện rất vui vẻ, vì một tí chiều bác với con đi chợ mua ít hải sản tươi về tối chúng ăn nhe vi, ngồi nói chuyện bà nghĩa, dạ được bác gái con già đây cũng chưa đi chợ hải sản lần nào, lần này được bác dẫn đi thì tốt quá. Cô vui vẻ đáp bà Nghĩa quay qua ông Nghĩa với anh nói, hai cha con cười gì? Hai người cũng đi theo sách đồ, hai cha con cùng lên tiếng, lại đi sách nữa hả? Chứ ông nghĩ coi, hai cha con tính ở nhà chơi game chứ gì? Lớn cả rồi còn chơi game giống như con nít Z, bà lắc đầu nhìn hai cha con mặt mày bí xị trô nhìn cả gia đình mà cười vui vẻ cô nhìn cha con không còn chỗ nào trống cô muốn sách phụ nhưng bà Nghĩa không cho cho họ sách đi con, chúng ta nấu nướng cực khổ. Họ không làm gì thì phải sách rét thôi, mẹ sao mẹ không cho con lấy xe chở mọi người đi mà đi bộ chi mệt rét, anh hai tay sách túi nó, đi bộ về tới nhà mình có 15 phút thôi có xa lắm đâu mà mẹ già rồi. Đi nhiều tập thể dục, con không nhìn thấy cha con a hát bụng càng ngày càng to kìa bà vừa nói vừa chỉ vào cái bụng của chồng mì nhông bị bà chê mình bụng to nên liền nói lại tôi có than thở gì đâu mà bà nói đến cái bụng tôi nữa tại bà nấu ăn ngon quá thôi ông nịnh bà sợ bà tối nay lại không cho ông ăn nữa thì chết mất ông không cần khen tôi ông sợ tối nay tôi không cho ông ăn chứ gì bà như hiểu được ý chồng có tụi nhỏ ở đây bà không cần nói rét chứ bị bà nói chúng rồi ông xấu hổ vì tội mê ăn uống của mình ông cũng biết xấu hổ nữa à đi trên đường tiếng cười nói rôm rã nếu cô là thành viên của gia đình này đúng là một gia đình hạnh phúc thật sự rồi về đến nhà anh cùng ba ngồi chơi game còn cô cùng bác gái thì xuống bếp làm buổi tối hơn một tiếng sau trên cái bàn ngoài sân đã có đầy thức ăn đủ các món xào, hấp, chiên, nướng, hai cha con nhìn thấy cùng thuốc lên oa. Wow. Ông Nghĩa nói, không khổ công biểu chiều sách mỏi cả hai tay, bà Nghĩa bước ra, thôi vô bàn ngồi đi, vì ăn đi nghe con, cô gật đầu cảm ơn, dạ, cảm ơn bác gái mời cả nhà ăn, ngồi xuống chưa kịp ăn thì hai vợ chồng ông bà Nghĩa đã há mồm chỉ thiếu rớt luôn cái cầm xuống bàn vì thấy cảnh con trai của mình ngồi bóc vỏ tôm rồi bỏ vào bát cho cô. Không ngờ con trai của mình lúc trước ăn hải sản đôi lúc còn phải bóc vỏ ra cho nó mà bây giờ nó tự tay bóc vỏ cho cô gái ngồi cạnh nó nữa chứ. Cô thấy hai bác không ăn nên hỏi, sao hai bác không ăn, ngại quá con ăn dữ quá hà cô ngại ngùng nói thấy cô nói vậy bà nói không phải đâu con con cứ ăn tự nhiên đi bà vừa nói vừa gấp một con mực vào bát cô ông giờ mới định thần lại được con trai không biết lúc nào con ga lăng rét anh như hiểu ra vấn đề con lúc nào chẳng gơ lang chỉ có việc bóc vỏ tôm thôi mà ba mẹ làm gì giữ rét anh chưa nhận ra sự thay đổi của chính mình từ khi lần đầu tiên cùng cô đi ăn hải sản thấy cô vì sợ dơ tay mà không lột vỏ tôm, ăn luôn vô miệng sau đó mới phun vỏ ra, anh liền lột vỏ ra cho cô thế là cô ăn ngon lành hết cả đĩa tôm. Từ đó mỗi lần ăn hải sản cùng cô những chuyện này như điều tự nhiên cô cũng gật đầu đồng ý, dạ đúng rồi hai bác, lần nào ăn hải sản anh nhân cũng đều bóc vỏ tôm giúp con hết, ngon lắm hai bác ăn đi anh cũng ăn đi cô gấp đỏ ăn cho hai bác rồi đem một con tôm anh vừa bóc bỏ vô miệng anh như đều tự nhiên còn nói là không yêu nhau coi hai đứa kia như một cặp tình nhân vậy hai vợ chồng già này cũng không bằng ông vừa nói vừa liếc nhìn vợ ngồi kế bên vui vẻ ra mặt ông bà biết con mình thích cô bé này vì trước giờ anh không giận ai về nhà cũng không chăm sóc ai ân cần như vậy Cô và anh chưa kịp trả lời thì bà nói tiếp, con hết chứng sợ tỏ tình rồi hả? Con tỏ tình với con bé thế nào kể cho ba mẹ nghe với. Ông lại bổ sung, thấy chưa tôi nói bà rồi. Tại lúc đó con mình chưa ra dáng đàn ông nên mới bị con gái từ chối, chỉ là ám ảnh nhất thời nên sau này nó không dám tỏ tình thôi bà thấy không bây giờ cũng có bạn gái rồi còn gì, anh tức dân nói, ba mẹ nói đủ chưa, chỉ là bóc tôm cho cô ăn thôi sao ba mẹ lại lôi cả chuyện ám ảnh hồi cấp hai đó của mình ra luôn rét không biết. Giờ anh chỉ muốn tìm cái hố chui xuông thôi vì cô biết được nổi xấu hổ nhất trong cuộc đời anh rồi bà coi sự tức giận của con trai như không con nói cho mẹ biết đi con hết ám ảnh đó rồi đúng không con có đi bác sĩ tâm lý như mẹ bảo không thấy con im lặng không trả lời bà hỏi vi vi nó tỏ tình với con như thế nào vậy hai đứa quen bao lâu rồi giờ cô mới rút lại ánh mắt tò mò mà giải thích hai bác hiểu lầm rồi tụi con chỉ là bạn thôi Hai đứa con không có ai tỏ tình với ai cả, bà quay sang hỏi con trai, thật không, anh chỉ biết gật đầu, anh đã xấu hổ đến không còn gì xấu hổ rồi. Cứ như vậy bóc thịt cua cho cô thấy con trai gật đầu hai người cùng thở dài, hay, rồi lại ông than thở, không biết chừng nào tôi mới có cháu nối dỗi nữa, bà cũng thêm vào, còn tôi không biết lúc nào mới có con dâu trò chuyện thấy hai người nói rét cô thắc mắc mọi người trong công ty ai cũng nói anh nhân có rất nhiều bạn gái mà hai ông bà cùng la lên hả bà nói chuyện này con cũng biết hả vi ông à giấc mộng nàng dâu của tôi càng xa rồi ông cũng bổ sung thêm vrh con đừng hiểu lầm thằng nhân những cô gái đó là tự tìm nó thôi mắt xanh mỏ đỏ lèo lẹt như con két rét, được vài ngày là bị nó đuổi đi a hát, ông thấy mình nói sai gì đó bền giải thích ý bác là nó không thích những cô gái đó. Nó chỉ thích những cô gái đơn thuần giống như con thôi, rồi quay qua trọng nhân la con sau này phải đàng hoàng. Không giao du với những thứ đó nữa biết không, cô xua tay con với anh nhân thật sự không có gì bác không cần giải thích đâu, hết lần này đến lần khác cô cứ nói hai người không có gì. Mặc dù là sự thật nhưng anh vẫn không vui, cô thật sự không có tình ý gì với mình sao anh ngừng tay nhìn nhìn mọi người nói, mọi người nghỉ nói được chưa? Cả tháng nay con không qua lại với cô gái nào hết ba mẹ an tâm rồi chứ, mọi người ăn đi, thấy anh thật sự giận không ai nói nữa mà cứ im lặng ăn cô thấy không khí căng thẳng quá nên liền đề nghị hôm nay là kỷ niệm ngày cưới ủa hai bác con xin hát tặng hai bác một bài được không hai ông bà nghe rét liền gật đầu hoan hô được con hát đi cô thấy có cây đàn guitar trong trong liền hỏi bác con thấy có cây đàn trong nhà cho con mượn được không nghe vậy ông liền đi lấy đàn được chứ để bác đi lấy đàn giúp con dạ con cảm ơn cô lau tay sạch sẽ rồi cầm đàn hát yêu anh yêu anh yêu những giấc mơ giấc mơ dài thật dài mà em không có lối ra yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi yêu anh hết thân này yêu anh chẳng tiếc gì bằng tất cả những gì em có bằng cả yêu thương bài yêu anh đấy ạ à. mọi người vừa nghe cô hát vừa nhìn chăm chú cô chìm đắm trong giọng hát của cô khi cô dứt tiếng hát mọi người liền vỗ tay đã 10 giờ nên hai người ra về trong sự quyến luyến của ông bà, bà luyến tiếc, hai đứa ở lại ngủ đi, sáng mai về, anh liền từ chối về sáng mai phải còn hộp, không được đâu mẹ, sáng mai tụi con còn phải hợp nữa. Lần sau tụi con ở lại lâu hơn, bà trách móc nói, lần sau con phải trở vi về chơi đó, lần nào con về hai cha con cũng bỏ mẹ một bên mà chơi game không thôi cũng đánh cờ vì lần sau con nhớ lại chơi nhe, cô vui vẻ đồng ý, dạ lần sau con lại đến, ông như biết thông cảm cho con trai, thôi bà để cho tụi nó về khuya rồi, sáng mai tụi nó còn đi làm nữa, hai đứa về cẩn thân. Hai bác cảm ơn con hôm nay đã tới chơi với hai bác, hai bác vui lắm, dạ không có gì, con cũng rất vui, hai bác ngủ ngon, ba mẹ ngủ ngon, anh chào ba mẹ rồi cùng cô đi lên xe. Chương 4, nghe chọn bộ tại mê audio.com Xe chạy không bao lâu thì Nhật Vi có điện alo. Chị nghe nè Gia Huy, vì bên kia người gọi nói chuyện lớn tiếng kèm thông không gian trong xe nên anh liền nghe được cuộc trò chuyện sao Vi nghỉ hát ở quán cà phê mà không nói Huy, Huy chờ Vi cả buổi tối. Hỏi ông chủ mới biết Vi nghĩ rồi, chị xin lỗi, đừng tức giận giống trẻ con Z cậu nhóc, Huy không thích Vi gọi Huy Z, em chỉ nhỏ hơn chị 3 tuổi thôi cũng không thích phi sưng chị em Z đâu, cũng nhỏ hơn thôi. Điện thoại chị có gì không, vì đang ở đâu Z, chị đang ở trên Nha Trang, vì làm gì ở đó, chị làm ở một công ty của người bạn, công ty gì Z, vì công ty vận chuyển trương nghĩa, mai huy ra đó. Vì ngủ sớm đi, nói xong câu đó rồi cậu nhóc tắt máy ngang cô chỉ lắc đầu rồi lẩm bẩm không biết giận gì nữa lúc này anh mới hỏi ai mà có vẻ quan tâm cô z là một cậu nhóc học sau tôi ba khóa cậu ta thích cô hà anh hỏi giọng giấm chua có lẽ là z cậu nhóc là người đàn ông tốt nếu không phải nhỏ tuổi hơn tôi có lẽ tôi sẽ hẹn hò với cậu ấy nhưng đáng tiếc tôi chỉ xem cậu ấy như em trai mình thôi hai người quen nhau lâu chưa cũng được ba năm rồi tình cảm hai người tốt chứ cũng không tồi nhưng không phải tình yêu, nghe vậy mây đen trên đầu anh cũng bay đi. Hôm sau khi cô tan làm bước ra khỏi công ty liền có một người chạy lại ôm cô, cô liền đẩy ra, định cho một đạp nhưng vừa nhìn thấy cậu ta chỉ bất ngờ thốt lên, ra Huy, sao em ở đây? Không ở Cần Thơ học ra đây làm gì, Huy nhớ Vi, một tháng nay Vi thừa lúc Huy làm đồ án bận rộn mà trốn đi Z, Huy lo lắm Vi biết không, cậu tức giận oán trách chị đi làm mà, không trốn em. Thôi đi qua quán cà phê ngồi nói chuyện chứ ở đây trước cửa công ty, ngồi trong quán cà phê cô hỏi Huy, chừng nào em về lại Cần Thơ, định bỏ học hả, Huy vì Vi mới ra đây mà Vi đuổi Huy về Z hả. Huy đau lòng lắm đó, chị không giỡn, Huy cũng không giỡn, Huy nhớ Vi, Vi về Cần Thơ làm đi, bà Huy biết Vi nghĩ việc nên muốn kêu Vi về làm, không được, Vi ký hợp đồng rồi, công việc ở đây rất tốt chị không muốn lạm dụng quan hệ, Huy bồi thường hợp đồng giúp Vi, Sa Vi Huy rất nhớ, ba Huy xem Vi như người trong nhà mà, Vi đừng ngại, chị nói biết bao nhiêu lần rồi. Muốn chọc chị giận đúng không, cậu là một công tử nhà giàu, suốt ngày xài tiền phun phí, chị nói cậu bao nhiêu lần không được phun phí rét mà cậu không nghe huy biết rồi huy sẽ cố gắng kiếm tiền huy bia kiếm tiền thì đi ăn uống nước chị mới cho huy trả tiền không phun phí nữa nhưng huy nhớ vì thật mà chị đã nói bao nhiêu lần rồi chị chỉ xem em như là em trai còn nhiều người tốt hơn chị mà em đừng lãng phí thời gian nữa huy hỏi chị ái vân rồi chị mới chia tay huy có cơ hội rồi mình đi ăn mừng thôi nói xong cậu bước ra cửa Cô tính tiền rồi cũng đi theo, cô thật hết cách với cậu nhóc này rồi, chửi mắng dỗ ngọt cô điều làm cả, nhưng mỗi lần cô từ chối thì cậu nhóc lập tức lãng sang chuyện khác. Khi cô có bạn trai cậu nhóc vẫn bám theo cô ngay từ lúc gặp cô hát trong quán cà phê rồi trong trường cậu ta cứ bám theo cô, ngay cả mấy bạn thời đại học cũng quen mặt cậu nhóc. Cậu hết hỏi người này tới người khác về cô, tất nhiên ái Vân không thoát rồi thật ra cậu nhóc rất đáng thương mất mẹ từ nhỏ nên cô không đuổi cậu nhóc nữa cô nghĩ cậu nhóc chỉ xem cô như người chị người mẹ thôi ở cạnh cô cậu nhóc lúc nào cũng giống trẻ con ngồi trong quán ăn gọi món xong cậu nó lúc này vi trả tiền rồi lần này không được dành nhe mai huy về rồi vi không cần lo ưm về phải học tốt đó đừng đi chơi nhiều quá biết không lần nào vi cũng nói rét hết huy biết rồi tối nay em ở đâu huy ở khách sạn gần đây còn vi chị thuê một phòng trọ ở gần công ty cho tiện đi lại vi về cần thơ đi đừng vì một người đàn ông mà bỏ đi một nơi xa rét chứ không phải tại chị muốn làm ở đây thôi chị không khổ sở vì một người đàn ông đâu rét huy yên tâm rồi vi nhớ chăm sóc tốt cho mình nghe Huy sẽ thường ra đây thăm Vi, phục vụ John thức ăn ra cô nói, thôi mình ăn đi, chị biết chăm sóc mình tốt mà, lúc này chị tăng cân rồi đấy, vì lúc nào cũng đẹp hết, đừng lo ăn đi. Tí chị dẫn đi dạo, vừa nói hết câu thì điện thoại cô Rio vừa bước ra tới cửa công ty liền nghe mấy người bảo vệ bàn tán thư ký của anh có một cậu trai trẻ ôm trước cửa công ty. Anh liền tức giận điện thoại cho cô, alo anh tìm tôi có gì không cô đang ở đâu z tôi đang đi ăn với bạn con trai ha ưm um, có gì không lúc nào cô về ăn xong đi dạo rồi tôi về nghe xong anh liền tức giận cúp máy lại còn đi dạo nữa chứ anh liền chạy đến nhà cô đợi cô về anh không muốn mất cô cô vừa để điện thoại trên bàn thì bị một bàn tay chụp lấy điện thoại hỏi ai zv dễ thương quá cậu vừa nhìn hình nền điện thoại vừa khen em gái chị đó dễ thương không sắp lên đại học rồi là đàn em của em đó em gái vi tên gì z có bạn trai chưa em gái chị là nguyệt phi theo chị biết là chưa có bạn trai chị giới thiệu cho huy đi lần đầu tiên cậu nhóc kêu mình là chị nên hơi bất ngờ nhìn cậu cậu liền nhận ra ánh mắt đó liền nói em nghĩ mình bị xét đánh rồi chị vợ a hát nghe cậu kêu mình là chị vợ cô liền cười to rồi nói xem ra cậu rất hợp với nguyệt phi đó thật không chị kể về Nguyệt Vi cho em nghe đi, đổi cách xưng hô nhanh nhỉ. Biết xét chị cho em xem hình em gái chị từ lâu rồi, cô không còn cách nào khác chỉ còn cách kể cho cậu ấy nghe về em gái mình thôi nếu không hôm nay chị không về được. Vì cô tin cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho em gái mình, mà cậu cũng là mẫu người em gái mình thích vì hai chị em luôn tâm sự. Nguyệt Vi có thể nói rất xinh và thuần khiết, đôi lúc chị còn thấy ganh tị với sắc đẹp em gái mình nữa tuần sau là sinh nhật em gái chị thật sau, chị có tổ chức không cho em tham gia với, khi nghe đến sinh nhật của Nguyệt Vi càng hăng say, đây là cơ hội tốt để cậu gặp nàng. Tuần sau gia đình chị ra đây chơi sẵn mừng sinh nhật luôn, vậy cho em mừng chung với nhe nhe, cậu này nỉ, chị còn lựa chọn khác sau, thế là từ lúc đó về đến nhà cuộc trò chuyện của hai người chỉ xoay. Quanh cô em gái Nguyệt Vi thích gì, ghét gì đều không sót hai người ngồi trên xe hơi của Huy về đến nhà cô, cậu cũng theo cô xuống xe cô thắc mắc sao nhóc không về đi, giờ cô gọi là nhóc cậu không phản bác nữa. Cho em ôm chị một cái đi rồi em về, chị không được quên em đó, còn phải giữ Nguyệt Vi dùm em đó, cô giang tay ôm cậu ngoan, về nhớ học tốt nhé. Con gái luôn thích người đàn ông giỏi gian bảo vệ được mình, nói xong cô buông cậu ra, em bia ngồi chị ngủ ngon, em về đây, rồi cậu lên xe về khách sạn khi cô quay lại thì thấy anh đúng cạnh xe vẽ mặt không mấy vui vẻ anh sao vậy sao lại ở đây có chuyện gì không được vui sao anh không trả lời trực tiếp kéo cô lên xe chạy một mạch về nhà khi xe dừng trước cổng nhà anh cô mới hoàn hồn lại anh bị gì rét sao chạy xe nhanh quá rét anh muốn chết thì đừng lôi tôi theo chứ anh vẫn không nói gì kéo cô vô nhà cô ngồi trên sofa xoa xoa cổ tay do anh dùng lực kéo cô xuất hiện một vòng đỏ cô tức giận la lên anh có biết đau không hả anh cũng tức giận trả lời trái tim anh đau em có biết không đó là cậu nhóc hôm qua điện thoại em có đúng không còn nói là chị em mà ôm ôm ấp ấp quyến luyến không xa rời rét hả giọng nói anh rất to như muốn chúc hết tức giận ra ngoài đây cũng là lý do anh đem cô về nhà mình mà không nói chuyện ở nhà cô vì nhà cô hầu như không có thiết bị cách âm cô thấy anh lớn tiếng với mình cô cũng không khách khí mà lớn tiếng lại tôi đã nói là chúng tôi không có gì vài tiếng trước cậu nhóc còn muốn theo đuổi tôi nhưng giờ thì người cậu nhóc muốn theo đuổi là em gái tôi cô ngưng lại lấy hơi rồi chửi tiếp không cho anh có cơ hội nói nữa giờ chúng tôi thật sự là chị em cái ôm đó cũng là tình chị em anh làm gì lớn tiếng với tôi Z, tôi ôm ai kệ tôi không phải chuyện của anh, không cần anh quan ta, tôi không điên với anh nữa, tôi về đây, cô vừa xoay người đi thì bị anh ôm từ phía sau, đừng đi. Đừng giận anh, anh không nên lớn tiếng với em, không nên làm em đau, là lỗi cũng anh, anh xin lỗi, tại anh ghen nhìn em đi với người đàn ông khác anh không khống chế được cảm xúc cô quay lại nhìn anh vẻ mặt bất ngờ anh nói gì khi nghe anh nói vậy cô rất vui nhưng không tin vào tai mình muốn nghe lại lần nữa anh nhìn cô nói anh yêu em đừng giận anh tại anh ghen quá thôi cô cười đáp anh tỏ tình với em đó hả anh gật đầu em sẽ đem chuyên này nói lại cho hai bác biết mới được vì anh ghen mà tỏ tình với em vì anh ghen mà hết bị chứng ám ảnh đó kkk cô đắt ý nói cô đang cười thì có một làn môi chặn môi mình cô không đẩy anh ra mà hôn trả lại cô luôn trông chờ nụ hôn này anh buông cô ra nhìn mặt cô hỏi làm bạn gái anh nhé cô bị hôn tới mở mịch nên chỉ biết gật đầu như đồng ý ôm nhau một hồi lâu như không muốn xa rời cô đẩy anh ra thôi em đi về khuya rồi Mai còn đi làm nữa, một lần nữa định đi thì bị anh kéo lại trong lòng ngực không muốn xa cô khuya rồi, Z ở lại đây đi, Mai đi làm trẻ tí cũng được, anh không làm gì em đâu, chỉ muốn ôm em Z thôi, nhưng... Cô chưa nói hết bị anh cắt ngang, anh không làm gì em đâu, nếu muốn lần trước em say thì đã làm rồi, rồi anh nâng càm cô lên hôn lên đôi môi cô một cách say xưa đến khi hơi thở gấp gáp anh mới buông cô ra thật xin lỗi, nhưng anh nghĩ anh nên đưa em về. Anh sợ mình không kìm chế được 10 giờ thứ bảy ba mẹ cô và Nguyệt Vi vừa ra khỏi bến xe thì cô vẩy tay gọi, mọi người con đây nè, mọi người thấy cô liền chạy lại vui mừng, ba mẹ nhớ con quá chị hai càng ngày càng đẹp nhe, con cũng rất nhớ mọi người, em lúc này thiệt dẻo miệng nghe, mọi người lên xe đi, vì hôm nay anh phải ký hợp đồng với khách hàng không thể ra đón ba mẹ với cô. Nên cô tự mình lái xe đi đón ba mẹ gần đây anh cũng tập cho cô lái xe lại nên cô cũng tự tin hơn rồi. Chỉ là lúc trước cô chạy xe máy bị té một lần tuy chỉ say sướt nhỏ nhưng mỗi lần lên xe máy cô vẫn sợ không dám chạy nữa cha vi thấy con mở cửa xe liền thắt mắt xe này của ai z con ông chủ con cho mượn đó ba mẹ vi cũng lên tiếng con biết lái xe sao mượn xe lỡ làm hư xe người ta thì sao con sao không đi taxi con biết lái mà mẹ bây giờ mùa hè đang là mùa du lịch ở đây khó đón taxi mà đón rồi bắt người ta đợi cũng tội nghiệp người ta đi xe này thoải mái hơn và lại cũng không tốn tiền Hi hi, mọi người tin tưởng vào con đi, con chạy không tệ đâu, Nguyệt Vi vỗ tay, chị giỏi quá, lại xinh đẹp nữa, yêu chị nhất, thôi đi cô. Muốn xin gì chị phải không, cô cười khi bị nói trúng tim đen, hi hi, chị bây giờ là mùa hè, vài tháng nữa em mới đi học, chị cho em ở đây chơi vài ngày nhé ba nói chị đồng ý thì ba mẹ mới cho em ở chơi nhưng chị còn phải đi làm không có thời gian dẫn em đi chơi được em tự đi được mà chị em lớn rồi không bị lạc đường đâu đi chị em rất thích biển mà đi chị cô nũng nịu với chị mình thấy em gái vậy cô cũng chiều theo được rồi lớn rồi cứ nhõng nhẽo quầy ba mẹ ở chơi vài ngày rồi hả về mẹ cô từ chối thôi con chiều mai ba mẹ về thứ hai ba con còn đi làm mẹ về lo nhà cửa cơm nước cho ba con nữa cho em con ở chơi đi trước giờ nó cũng ít được đi đâu ba cô là một viên chức nhỏ nhà nước còn mẹ cô thì ở nhà làm nội trợ gia đình cô còn có một mảnh vườn trồng bưởi và vài loại trái cây khác tuy không giàu có nhưng gia đình cô rất hạnh phúc mọi người tới nơi rồi xuống xe thôi mọi người xuống xe với sự ngỡ ngàng cô cười nhớ lúc mình mới nhìn thấy căn nhà này thì cũng giống như mọi người vậy nguyệt phi là người định thần lại trước chị à chị đi nhầm nhà rồi rồi nguyệt phi còn gấp gáp kêu ba mẹ ba mẹ mau lên xe đi những ngôi nhà này có nhiều chó lắm lỡ người ta tưởng mình ăn trộm thả chó ra thì chết ba mẹ cô liền mở cửa xe định bước lên thì cô gọi lại mọi người làm gì vậy đây là nhà ông chủ con cũng là bạn trai con, hai đứa sống chung hả, ba cô có chút tức giận vì ông là người hơi cỗ hữu, cô vội xua tay, dạ không ba, tại phòng trọ còn nhỏ nên anh ấy đề nghị giữ mọi người ở nhà anh ấy. Dù gì nhà này cũng còn phòng, cũng thoải mái hơn nữa, mọi người vào nhà, cô dẫn mọi người vào hai căn phòng ở tầng trệt, ba mẹ và em vào sắp xếp đồ đặt rồi nghỉ ngơi tí đi con làm đồ ăn lúc nào rồi thì con gọi mọi người con biết mọi người đi xe xa chắc mệt rồi ba vi vẫn còn nghi ngờ con không ở đây sao con cứ tự nhiên như nhà mình vậy con có nói dối ba không không ba tại con thường tới đây nên quen ba không tin con hả cô không dám nói là mình nhận lời anh dọn dẹp nhà này dù gì cô cũng là bảo bối của ba mẹ mà biết cô cực khổ ba mẹ sẽ đau lòng nhưng thật sự cô chỉ tới đây nấu vài món ăn chứ có làm dọn dẹp gì đâu mà cực khổ bà vi thấy vậy nên cũng cho qua rồi vào phòng một tiếng sau cô gọi mọi người ra dùng cơm trưa thì cũng là lúc anh về tới chào hai bác chào em gái em là nguyệt vi đúng không rất dễ thương xin lỗi mọi người vì không thể ra đón được mong mọi người đừng buồn nghe người khác khen mình nguyệt vi rất thích nhưng không phải vì vậy mà cô thích anh Nguyệt Vi rất quan tâm chị mình nên hỏi hay hỏi thăm chị Ái Vân về chị gái mình nên biết chị mình bị thất tình. Cô cũng không dám nói với ba mẹ về chuyện của chị sợ ba mẹ lô mặt dù chưa lâu lắm nhưng chị cô vẫn vui vẻ nên cô nghĩ anh đối với chị mình rất tốt nên cũng thích anh, không sao đâu anh rể trong lòng. Anh nghe tiếng anh rể vui như nở hoa, miệng cưa tâu tét. Mẹ cô và cô ngượng ngùng vì Nguyệt Vi kêu anh rể một cách tự nhiên vậy, bà chừng mắt nhìn con gái mình, con là trọng nhân đúng không, con đừng trách nó. Nó còn nhỏ chưa biết gì, bà cười rồi nói tiếp, con sắp xếp chỗ ở cho gia đình bác Z là tốt rồi, con có việc sao bác trách được. Đúng không ông, rồi bà quay sang chồng mì nhông này giờ im lặng đánh giá bạn trai con giá mình trước giờ tuy cô có quen bạn trai nhưng đây là lần đầu tiên cô giới thiệu với gia đình nên ông muốn xem xét kỹ càng anh đúng là con gái mình cũng chọn người không tệ dáng người cao giáo làn da hơi ngâm do cái nắng nơi này nhưng nhìn trông khỏe mạnh bờ vai rộng có thể bảo vệ được con gái anh nhưng gương mặt tuấn tú của cậu ta ông cũng hơi lo vì như vậy sẽ có rất nhiều con gái theo Ông không trả lời bà rồi quay qua nhìn Nhật Vi, bà đã nói con bao nhiêu lần rồi, con là người không thích giành giật với người khác, cậu ta là một người đẹp trai lại giàu có, có rất nhiều con gái theo. Bà không muốn con đau khổ, anh nghe vậy vội hứa, bác trai, con rất yêu Nhật Vi, tuy có nhiều người con gái khác theo con nhưng tim con trung tình mỗi Nhật Vi thôi, xin bác tin con con sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với Nhật Vi, không làm Nhật Vi bị tổn thương đâu, nếu không thì tùy mọi người xử lý. Nhật Vi cảm động vì lời nói của anh, ba, anh ấy thật sự rất yêu với con. Ba ngăn cản tụi con không phải con cũng đau khổ sao, bao tin anh ấy một lần đi, nếu anh ấy không làm như những lời anh ấy nói thì tùy ba xử lý ba không thương con sao bốn người thấy ông sắp động lòng cùng lên tiếng ông à ba à ba à bác trai à ông đành bó tay chừng mắt với mọi người được rồi mọi người đồng lòng quá he cậu dám làm nhật vi buồn thì biết tay tôi chương 5, nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com mọi người cùng cười vui mừng thì đột nhiên có tiếng chuông cõng để anh ra mở anh vội vàng đi ra mở cõng chào chị vi chào mọi người chào em có cần chị giới thiệu không dạ thôi khỏi chị để em đoán hai bác là ba mẹ chị vi anh là ban trai chị vi là anh trọng nhân trong điện thoại chị vi có nói với em rồi còn đây chắc chắn là nguyệt vi em gái chị vi rồi con xin tự giới thiệu con là gia huy con học cùng trường với chị vi nhưng sau ba khóa con với chị ấy tình cảm rất tốt con xem chị ấy như chị con vậy vì nghĩ hè nên con ra đây chơi thật đúng lúc gia đình chị vi cũng ra đây chơi một lý do thật trùng hợp nói vừa dứt câu cậu liền nhìn nguyệt vi đấm đuối em rất đáng yêu không ngờ em còn dễ thương hơn trong hình nữa xem ra lần này cậu thật sự trúng mũi tên tình yêu rồi nguyệt vi khó hiểu hình hình gì nhật vi giải thích à có một lần cậu ta thấy hình em trong điện thoại chị cậu thiệt hoạt bát vui tính mẹ cô khen tuy mới bắt đầu theo đuổi nguyệt vi nhưng được mẹ cô khen anh rất vui thế là anh được điểm cộng với mẹ vợ tương lai rồi nói chuyện này giờ thấy đã trễ cô mời mọi người ăn cơm thôi mọi người vào dùng cơm đi trễ rồi huy em cũng vào ăn đi em cũng chưa ăn đúng không chị nhìn thấy hành lý của cậu liền biết cậu vừa đến nơi là chạy lại đây liền ngồi vào bàn ăn cô hỏi huy huy em định ở đâu dạ chắc em ở khách sạn cô muốn làm bà mai liền đưa ra ý kiến em ở lại đây đi lúc này khó tìm khách sạn lắm mặc dù là nhà bạn trai nhưng cô khá tự nhiên con bé này có phải nhà con đâu mà tự ý mời khách vậy con hỏi trọng nhân đã chứ nhật phi đã kể cho anh nghe việc gia huy muốn theo đuổi nguyệt phi nên liền hiểu ý bà mai này dạ không sao đâu bác nhà càng đông càng vui mà nhật phi quyết định là được rồi mọi người đừng khách sáo cứ coi như nhà mình được rồi rét huy em ở phòng của nguyệt vui ở tầng chết. còn nguyệt vi lên trên lầu ở cùng chị cô được sự đồng ý liền sắp xếp phòng lại con ba vi thì nghe được con gái ở đây không khỏi tức giận sao con ở đây lúc ba hỏi sao con nói hai đứa không sống chung mà anh vội vàng giải thích dạ tại con thấy mọi người đến nên kêu nhật vi qua ở vài ngày lúc mọi người ở đây để khỏi mất công đi lại mọi người được gần gũi với nhau nữa ông gật đầu hài lòng với lời giải thích Z cũng đúng cậu thật chu đáo huy hôm nay sinh nhật em gái chị tối em cũng tham dự nhé tất nhiên sao cậu bỏ qua được mục đích của cậu ra đây là vì nguyệt vi mà dạ được em không khách sáo nhật vi nghĩ trong lòng người mặt dày như cậu biết khách sáo mới là lạ nguyệt vi rất hào hứng với chuyến đi này anh rể chị hôm nay chúng ta làm gì Z, anh hỏi ý kiến mọi người về Lịch trình anh đã sắp xếp chu đáo, mọi người nghĩ chưa tí cho khỏe, đầu hát chiều con chở mọi người đi tham quan vài địa điểm du lịch. Tối nay chúng ta ra ngoài nhà hàng gần bãi biển mừng sinh nhật Nguyệt Phi, ngày mai chúng ta sẽ đi ra vài đảo du lịch chơi. Mọi người thấy được chứ, ba mẹ cô không có ý kiến vì mục đích của họ ra đây là vì thăm Nhật Phi, Nguyệt Phi thì vỗ tay đồng ý, hay quá anh Huy anh cũng ra đây du lịch đúng không, em được ở đây vài ngày chúng ta cũng làm bạn đồng hành nhé như vậy sẽ thú vị hơn cô vui vẻ mời huy làm bạn đồng hành vì cô thấy cậu rất vui vẻ gần gũi chắc đi chơi cùng anh cũng không tệ tất nhiên gia huy đồng ý còn không kịp nữa là cơ hội thành bạn trai nguyệt vi càng lúc càng gần rồi hai đứa lấy xe máy anh mà đi bình thường anh cũng không sử dụng cảm ơn anh dề zét còn gì bằng nhật vi thấy em gái mình cũng thích gia huy nên không những mừng trong lòng mà còn vui vẻ ra mặt cô tin tưởng huy khi giao em gái mình cho cậu anh thấy cô vui vẻ trong lòng cũng vui lây còn ba mẹ vi nhìn hai cô con gái cười nói vui vẻ như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi trong thời gian đó cô nguyệt vi và gia huy cùng ở lại nhà anh đến khi kết thúc kỳ nghỉ hè nguyệt vi và gia huy mới về lại cần thơ bắt đầu năm học mới còn cô cũng quay lại phòng trọ của mình mà không ở lại nhà anh dù anh đã nói nhiều lần này nỉ trong thời gian cô và anh quen nhau, mỗi tuần anh đều dẫn cô về nhà ba mẹ anh, hai người biết cô và anh đang quen nhau thật sự là vui ra mặt, còn tính cô nên sinh mấy đứa, đặt tên gì. Đổi mời ba mẹ cô ra chơi lần nữa để tỏ thành ý vì lần rồi ba mẹ cô ra mà không được gặp. Không được gần gia đình nhưng có anh và ba mẹ anh cũng làm cho có thêm ấm áp như là gia đình thứ hai của cô Z. Hôm nay là 20 phần 10 ngày phụ nữ Việt Nam, sáng sớm lần lượt đã có người đưa đến hai bó hoa hồng vàng, một là của anh, còn một thì cô cũng chẳng biết ai gửi. Nhưng cô khẳng định không phải là người trong công ty. Lúc trước khi cô chưa là bạn gái của anh, những người đàn ông trong công ty lại gần muốn làm theo đuổi cô thì đều nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh mà chạy mất. Khi đó, cô không biết chỉ nghe đồng nghiệp nữ nói lại còn hiện giờ đừng nói là theo đuổi chỉ cần đàn ông đến gần cô thôi thì nhìn mặt anh như muốn giết người ta của anh cũng biến mất dạng không còn đi hát nên không phải người hâm mộ cô cô cũng chẳng biết là ai buổi tối ngồi cô và anh cùng anh vào nhà hàng nhật để tận hưởng ngày lễ anh tặng cô một sợi dây chuyền bằng bạc hình trái tim phía trước là vài viên đá lấp lánh phía sau có khắc hai chữ nv nhưng anh cũng không quên bó hoa vô danh lúc sáng, hôm nay ngoài anh còn ai tặng hoa cho em vậy, em cũng không rõ nữa, không để tên họ gì hết, điện thoại cô chợt reo. Là số điện thoại quên thuộc cô nhanh tay bắt máy, anh trai, anh biến đâu mất vậy? Cả năm nay không thấy mặt thì thôi còn không liên lạc với anh được nữa chứ, cô oán trách với người bên kia điện thoại, anh đi du lịch cung bạn, không muốn ai quấy giày nên không mở máy ba mẹ anh không nói em biết à có nói nhưng em muốn nghe anh nói người nhà giàu các không sướng thật đi du lịch cả năm trời anh đang ở đâu anh đang ở cần thơ về mới biết là em ra nha trang làm rồi hỏi ái vân mới biết công ty em làm hoa đẹp không bất ngờ chứ thì ra của anh em cứ ngỡ là của ai chứ ngày mai bạn anh ra đó bàn chuyện làm ăn với công ty của em anh đi cùng bạn anh ra đó thăm em chịu không được chứ em rất nhớ anh được rồi Mai anh xem ai dám bắt cóc em gái anh ra tới đó, cô cúp máy mặt anh đen xì hỏi cô ai điện thoại em Z, anh trai em, em có anh trai nữa hả, không, là người hàng anh lúc hót phổ thông trên em hai lớp. Rất thân nên xem như anh trai, anh ta không có tình ý gì với em chứ, tuyệt đối không, ngoài tình anh em, lần trước em cũng nói Z, nhưng lần đó Gia Huy ôm em đó, lại nữa, Gia Huy giờ đang quen em gái em em với cậu ta là chị em thôi, thật không, thật, em chỉ yêu anh, anh cũng rét, sáng hôm sau, đang chăm chú sắp xếp lại lịch trình cho ông chủ kim bạn trai thì có người gọi tên quen thuộc của cô. Không cần suy nghĩ cô cũng biết là ai, vì chỉ có mỗi một người gọi cô zét thôi, nhím con, vừa gọi anh vừa giang tay ra, anh trai, cô không do dự mà nhào vào lòng anh, em lúc này không hỏi cũng biết khỏe rồi he có tình yêu mặt mày hồng hào, anh lùi ra hai bước nhìn kỹ rồi đánh giá cô, anh cũng rét, em rất nhớ anh, cảm nhận có hai ánh mắt nhìn mình hai người mới xoay mặt với hai người đó, à, xin lỗi, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Minh Tuấn, là anh của nhím con, à, không là Nhật Vi, cũng là bạn rất rất thân của Nhật Vi, còn đây là Hải Phong, bạn tôi. Là giám đốc công ty xây dựng anh vừa giới thiệu vừa nháy mắt với Nhật Vi khi nói về người bạn của mình cô cũng hiểu ý cái nháy mắt có mà mỉm cười nhìn người bạn của anh mình. Minh Tuấn giới thiệu tiếp về hai người đối diện cho bạn mình, đây là Nhật Vi, là nhím con tôi hay nhắc với cậu đó. Còn đây chắc là người bắt cóc em gái tôi ra tới đây đúng không, theo phép lịch sự trọng nhân bắt tay hai người tôi là trọng nhân, giám đốc công ty vận chuyển trương gia. Cũng là bạn trai của Nhật Vi, anh giới thiệu như nhận định chủ quyền mình là bạn trai cô. Hải Phong cũng lịch sự chào hỏi, giám đốc thật trẻ tuổi lại tài giỏi, rất hân hạnh hợp tác, nhím con nghe Minh Tuấn nhắc cô đã lâu, cô rất đẹp, sau khi chào hỏi xong. Ba người cùng bàn chuyện hợp tác còn cô thì ngồi kế cây ghi chép lại các yêu cầu và điều khoản thỏa thuận, rất nhanh chóng đến chưa? Bốn người cùng đi ăn cơm rồi vừa ăn vừa bàn tiếp, nếu không có gì thì tôi sẽ làm soạn hai bản hợp đồng ngày mai có thể ký, khi lên xe về công ty định hỏi cô về cái ôm lúc sáng anh vẫn hơi lo về tên Minh Tuấn kia thật sự xem cô là em gái hay có ý đồ gì khác không, lại còn nháy mắt nữa chứ. Đúng lúc điện thoại anh Rio bên kia không biết nói gì nhưng giọng anh vẽ gấp gáp ưm. Tôi tới liền, thấy anh gấp gáp, cô cũng lo lắng, chuyện gì vậy anh, ở càng có một số chuyện cần anh xử lý, em hủy lịch buổi chiều dùm anh, còn buổi tối thì anh vẫn đi tiếp khách đó là khách hàng quen không hủy được, dạ em biết rồi, chuyện gì vậy anh, không có gì anh lo được mà, anh chở em về công ty trước rồi về anh đi ưm. Có chuyện báo em biết, sắp tan làm cô suốt ruột sao anh chưa về công ty nữa nên điện thoại hỏi anh, sao rồi anh, ổn rồi em, chúng ta chuyển hàng cho khách nhưng mất một số. Sau khi kiểm tra thì ra là nhân viên mới vô không biết nên nhầm thôi, giờ chỉ chuyển trễ vài giờ thôi, ưm, um, rét tốt quá, ưm, um, em về cẩn thận, nhớ ăn uống nhé tối anh tranh thủ về sớm ghé em, ưm. Um. Anh cũng nhớ chăm sóc mình tốt, đừng uống nhiều quá đó tuân lệnh bà xã thu dọn đồ đặt ra khỏi cửa thì có tiếng kèn xe kèm theo âm thanh tên gọi mình cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó là một chiếc xe hơi bên trong là anh trai cô, nhím con, đi ăn với tụi anh nhé, em cũng định điện thoại rủ anh nè, rét lên xe đi, hôm nay anh diện lý do mình không khỏe mà về sớm. Mục đích để hỏi cô việc khó trụi trong lòng anh sáng giờ nhưng dừng trước nhà cô thì cô vẫn chưa về nên điện thoại hỏi cô, em đang ở đâu rét, em đi ăn cùng anh trai và bạn anh ấy, đang ngồi uống vài ly. Dù gì mai cũng chủ nhật mà chừng nào em về khi nghe cô đi chơi cùng Minh Tuấn Anh tức giận nhưng cố đè nén mình bớt uống giấm chua tụi em định về nè em qua nhà anh luôn đi anh hơi thả lòng tí. May là cô nói về liền có chuyện gì sao anh sáng mai nói 10 giờ rồi còn gì em về đi anh đợi nói xong anh cúp máy lái xe về nhà mình đợi cô thấy anh ngồi trên sofa cô chạy lại ôm cánh tay anh, có chuyện gì mà kêu qua đây giờ này vậy, nhớ em hả, em uống rượu hả? Mai em bị nổi mẩn đỏ nữa cho coi, khoảng cách gần nên khi cô nói chuyện anh ngửi được mùi rượu, tuy hơi tức giận nhưng anh vẫn lo cho cô, không sao đâu anh, em uống có một ly thôi, anh nói rồi. Em không được đi uống rượu một mình lỡ xảy ra chuyện như lần trước thì sao, vì lo lắng cô sẽ nhậu say như lần trước bị mấy tên sàm ở tuy không thành nhưng anh vẫn rất lâu cô hiểu anh đang lo cho cô. Không sao đâu anh, có anh trai với anh Hải Phong nữa mà, anh nhớ tới khuất mắc trong lòng, nhưng anh ấy không phải anh ruột của em, hồi sáng anh ta còn ôm em, nháy mắt với em nữa chứ. Anh tức sắp điên lên đây nè, cô cười rồi ôm cổ anh, anh yên tâm, chắc chắn 100% là anh ấy không có tình ý gì với ý em đâu. Vì anh ấy thích con trai mà thích con trai cũng có thể thích em vậy, nghĩ kỹ lại câu nói cô vừa nói, hả? Cậu ấy là gay, cô gật đầu nhưng khi nhớ ánh mắt Hải Phong nhìn cô, nhưng Hải Phong cứ nhìn chằm chằm em từ trên xuống dưới cậu ta chắc chắn có tình ý với em rồi nghe vậy cô cười to bạn trai của tôi hôm nay uống giấm dữ quá việc đó càng không anh hải phong với anh trai đang yêu nhau mà hai người đó đi du lịch mới về đó nhìn họ thật xứng đôi anh chỉ biết trợn mắt hai người đàn ông đẹp trai phong độ vậy mà là gay các cô gái biết được chắc tức chết quá vậy thì anh yên tâm rồi thôi vậy em về khuya rồi em thật sự không hiểu nổi anh, cô hơi tức giận vì anh không tin anh ôm cô vào lòng, đừng giận mà. Anh lại ghen nữa, rồi cô đẩy anh ra, là do anh không tin em hay không tin vào tình yêu của chúng ta, anh không tin vào bản thân mình, em luôn hấp dẫn mọi người. Anh sợ mất em, đây là lý do anh không muốn em đi hát, anh gật đầu, em mới là người sợ mất anh, vài ngày là có một cô gái trẻ đẹp đến công ty tìm anh, em rất trung tình, anh không cần lo. Ai như anh vài ngày lại đổi bạn gái, các cô ấy không phải bạn gái anh, tại họ tự bám theo anh thôi, anh chỉ yêu em thôi, thấy cô cười biết cô đã hết giận, anh cúi xuống hôn cô. Cô cũng đáp trả lại nụ hôn của anh không biết là nụ hôn quá mạnh mẽ hay do trong người có tí rượu mà nụ hôn không thể dứt ra được. Đến khi môi anh rời khỏi môi cô thì hai người không còn ở phòng khách nữa mà là phòng anh. Xin lỗi, nhưng hôm nay anh không thể chở em về được rồi. Vậy, vậy em tự về, anh ngủ ngon." Cô ấp úng nhưng mỗi lần cô nói mình đi về là đều bị anh ôm chặt hơn, "Ở lại với anh nhé." Anh lại hôn cô tiếp. Tay anh không ngoan ngoãn mà lách vào trong áo cô, xoa nhẹ bầu ngực đầy đà của cô. "Anh muốn em, được không?" Vì nụ hôn cùng với tay anh cứ không yên mà sờ soạn khắp người cô làm cô thở hỗn hễn, cô không đẩy anh ra anh biết cô đồng ý anh mừng rỡ bắt đầu tiến vào đồng hồ sinh học của cô rất đúng giờ, 6 giờ cô mơ màng thức giấc cảm nhận được hơi thở thổi vào tay mình, cô mới quay qua thấy đó là anh nhìn trong chăn là hai cơ thể trần trụi, cô nằm trên tay anh. Tay kia đặt trên eo mình, kèm theo cơn đau giữa chân mình cô mới nhớ lại chuyện hôm qua cô không biết đối mặt với anh như thế nào tối qua ở dưới người anh cô rên thật dâm đãng mà chết mất cô nhỏ giọng thốt lên nhẹ nhàng lấy tay anh ra khỏi eo mình, cô bước xuống giường, định nhặt quần áo dưới sàn nhà mặt vào thì anh thức giấc. Cảm nhận được vật nặng trên tay mình biến mất em định đi đâu vậy, nhìn anh bước xuống giường đi về phía mình mà trên người anh không có một mảnh vải, cô ngượng ngùng quay lượng lại với anh. Anh ôm cô từ phía sau, còn ngượng ngùng nữa hả, hôm qua không phải em thấy của anh hết rồi sao, anh nói bậy bạ gì vậy, bậy bạ hả, để anh nhắc em nhé, em giúp anh cởi áo. Rồi cười thắt lưng rồi, cô lấy tay chặn miệng anh lại, em nhớ rồi anh không cần nhắc nữa. Anh kéo tay cô ra rồi nhìn về vết máu trên giường, "Cảm ơn em, anh là người đầu tiên của em." Cũng muốn là người duy nhất, rồi hôn cô vừa mới mặt đồ vô mà giờ lại không còn gì nữa rồi, "Anh đừng quậy nữa, trẻ làm bây giờ, hôm nay là chủ nhật." anh là ông chủ mà dù là bình thường nghĩ làm cũng không ai có ý kiến nhưng em thì khác em là vợ của ông chủ càng không có ý kiến em là vợ anh lúc nào em là người của anh còn không chịu lấy anh nữa hả anh phải phạt em trận đấu trên giường kéo đến làm cô mệt lã người anh ôm cô ngủ thêm một giấc đến chưa mới rồi giường vợ của tôi ơi Dậy ăn chưa thôi, cô ngồi dậy nhìn cái bụng đang réo của mình, em đói quá, dậy nhanh đi rửa mặt thay đồ rồi mình đi ăn, ăn uống xong về nhà hai người cùng ngồi trên sofa xem tivi, vợ em muốn đi đâu chơi? Hay đi mua sắm không anh chở em đi, anh cưng chiều cô lắc đầu, tay thì đang lấy miến lê bỏ vào miệng anh, không, em muốn ở nhà với anh thôi, sau này anh không được gọi em là vợ trước mặt người khác nữa đó. Ngại chết đi được thì tập dần cho quen sớm muộn gì cũng gọi vậy thôi, anh thật sự muốn lấy em, Z chưa em nghĩ anh muốn lấy ai, lấy em thì những cô gái chân dài kia để cho ai, anh không để ý tới bọn họ, anh chỉ yêu em. Và lại hôm qua anh không có sử dụng biện pháp an toàn nào. Không chừng vài tháng sau bụng em to lên thì mặt áo cưới không đẹp đâu đó, anh, anh dám, anh cố ý đúng không, anh cười gian, em nói đúng rồi, anh chết với em, cô nhào tới đánh anh tối nay về ăn tối cùng ba mẹ phải nói chuyện mừng này cho họ biết mới được ca ca họ sẽ vui đến khỏi ngủ luôn quá anh chiêu chọc